chương 888. Tử điện truyền thừa. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 888. Tử điện truyền thừa những thần dược này đều là mười mấy thời gian vạn năm tích lũy xuống, dù là trong giới chỉ thiên địa nguyên khí bởi vì sơ tại quản lý, cũng không tràn đầy, thế nhưng mà như vậy đã lâu thời gian, cũng đủ làm cho chúng trở thành thiên địa kỳ trân. 12 vạn năm niên đại bồ đề tiên đằng, 11 vạn năm niên đại nhân la quỷ trúc, 11 vạn năm niên đại thiên long thánh quả. Lâm Minh đối với thiên tài địa bảo cực kỳ hiểu rõ, một đường xem đã đến, một lòng ban ban trực nhảy, hắn lần này thu hoạch quá lớn. Phải biết rằng, dù là tại thần vực, lên 10 vạn năm linh dược cũng thập phần khó tìm, bởi vì bồi dưỡng quá hao tổn thời gian, chỉ có những truyền thừa kia cực kỳ đã lâu đại tông môn mới có thể hao phí 10 thời gian vạn năm, đi bồi dưỡng những vật này, lưu cho hậu nhân đến sử dụng, đương đại con người làm ra đời sau, hạ hạ đại mưu phúc, một đời một đời, một mực truyền thừa xuống dưới. Đã có những linh dược này, ta mở ra bát môn động giáp sau tứ môn cuối cùng có chút lực lượng rồi. Mở ra bát môn động giáp sau tứ môn nếu so với trước tứ môn độ khó càng lớn hơn một chút, nhất là sinh môn, tử môn cái này hai cái cửa khó càng thêm khó. Rất nhiều xuất từ thần vực đại tông môn, những cái kia tâm cao ngất pháp thể song tu đám thiên tài bọn họ, đến nơi này hai cái cửa thời điểm, cũng sẽ biết cảm giác thập phần khó giải quyết đương nhiên tương đối sinh môn tử môn đạo cung cửu tinh tựu khó hơn cái kia chẳng những cần thiên tài địa bảo còn cần đối với đạo lĩnh ngộ trước mắt sở hữu linh dược toàn bộ dùng xong có lẽ đủ ta mở lại hai ba cái cửa ít nhất là hai cái cửa lớn như thế thu hoạch duy nhất một lần giải quyết lâm minh vấn đề khó khăn không nhỏ tại một đoạn thời gian rất dài không cần buồn linh dược cái này lại để cho hắn có thể nào không kích động. Lâm Minh sẽ qua cái này một mảnh trân quý vô cùng dược viên, cảm giác tiến vào tiểu thiên thế giới trung ương trong cung điện. Cái này tòa cung điện bố cục cực kỳ đơn giản, bên trong mấy cái phòng lớn gian, trong đó một chỗ thư phòng hấp dẫn Lâm Minh chú ý, tại trong thư phòng này là từng dãy giá sách, trên giá sách sách vở toàn bộ là ngọc giảng. Tuy tiện tuyển miếng ngọc giảng xem xét, thần vực ba nghìn giới chi diêu quan giới cảm giác đắm chìm đến bên trong, toàn bộ là về diêu quan giới môn phái thế lực, phong thổ, phường thị giao dịch, các nơi bí cảnh, hải dương, thảo nguyên, sa mạc, rừng rậm to như vậy ở bên trong tri thức, bên trong phân bộ hung thú, hoang thú, thậm chí là khả năng xuất hiện thần thú, các loại sản xuất thiên tài địa bảo, hắn giá trị cùng với đạt được phương pháp, đợi một chút một loạt thiên văn địa lý nhân văn tri thức, không chỗ nào mà không bao lấy, tin tức lượng thập phần phong phú. Một quả ngọc giảng, có thể ghi lại nội dung xa một bản tinh biên đại điển trăm ngàn lần, mà Khương Tử Cực sử dụng ngọc giảng chế tác tài liệu đặc thù, dung lượng càng lớn, nhưng mà dùng để ghi chép cái này một cái diêu quan giới, nhưng căn bản không đủ xem, diêu quan giới quá rộng lớn rồi, xa thiên diễn đại lục cùng thánh ma đại lục chỗ vị diện, muốn từng cái giới thiệu đồ vật bên trong, bao nhiêu ngọc giảng đều ghi cho hết. Chỉ là cái này một quả ngọc giảng, mặc dù dùng lâm minh cảm giác xem độ, cũng cần trọn vẹn vài ngày thời gian mới có thể xem hết. Nhìn nữa, cái này một cái giá sách ngọc giảng toàn bộ là giới thiệu thần vực, thần vực ba nghìn giới dày thổ giới. Thần vực ba nghìn giới chi thất tinh giới. Thần quan giới. Lạc tuyết giới. Thiên vân giới. Từng bước từng bước thần giới giới thiệu, có kỹ càng, có mơ hồ, xem ra bởi vì thần vực quá mức trọng lớn, có chút thần giới tương đương thần bí, hay hoặc là tương đương xa xôi, cho dù là tử điện kỳ lân nhất tộc, cũng không có sở hữu giới kỹ càng tư liệu. Lâm Minh đến thoáng một phát, tổng cộng 3.600 ngọc giảng, ghi lại 3.600 giới. Kỳ thật cái gọi là thần vực 3.000 giới, 3.000 chỉ là hư chỉ, chân thật số lượng không nớt 3.000, tại đây ghi lại đại thế giới thì có 3.600 rồi, còn có rất nhiều nhỏ một chút thế giới, đều không có tính toán trong đó. Kể cả hạ giới 3.000 đại thiên thế giới ở bên trong cái gọi là 1 tỷ cũng là hư chỉ, hạ giới vị diện vậy thì càng nhiều, nhiều vô số kể như thiên diễn đại lục chỗ vị diện tinh thần đường kính qua ức dặm xem như khá lớn vị diện có thể xếp vào ba nghìn đại thiên thế giới một trong nhưng càng nhiều nửa thế giới nhưng lại tiểu vị diện tinh thần đường kính mấy mười vạn dặm mấy trăm vạn dặm thể tích không kịp thiên diễn đại lục chỗ tinh thần một phần vạn những hết thảy này bị không đế ý đế n không kịp một phần vạn nghe rất nhỏ kỳ thật những tinh thần này miệng người cũng sẽ biết hơn vạn ức vô số tinh thần cộng lại sinh linh số lượng không thể đo. Buông cái này ba nghìn ngọc giảng, Lâm Minh tiếp tục xem tiếp, cái khác giá sách ngọc giảng lại để cho Lâm Minh hai mắt tỏa sáng. Trên giá sách này ngọc giảng rất ít, chỉ có trải rác 20 miếng, nhưng ghi lại toàn bộ là truyền thừa võ công. Tử điện kỳ lân nhất tộc truyền thừa mật pháp. Lâm Minh trong nội tâm khẽ động, hít sâu một hơi, không biết tử điện kỳ lân nhất tộc tại thần vực cùng thượng cổ phượng tộc so sánh với như thế nào. Đoán chừng cho dù không bằng thường của phượng tộc, nhưng cũng có thể không sai biệt lắm, nói cách khác tử điện kỳ lân nhất tộc lôi hệ ý cảnh, đại biểu cho thần vực cao nhất truyền thừa. Đạt được bực này bí pháp giá trị có thể nghĩ rồi. Lâm Minh không thể chờ đợi được dùng cảm giác nhìn quét cái này từng đạo ngọc giảng, nhưng mà một đường xem đã đến, đã có hai điểm lại để cho hắn có chút thất vọng. Đến một lần muốn tu luyện tử điện kỳ lân nhất tộc truyền thừa công pháp đến tương đối cao cảnh giới lúc. Cần tử điện kỳ lân huyết mạch, cái này tử điện kỳ lân huyết mạch tuy nhiên cũng có thể cấy ghét, nhưng muốn đạt được lại cũng không dễ dàng. Thứ hai trong thư phòng này ghi lại phần lớn tử điện kỳ lân bí pháp đều không có liên quan đến đến đằng sau mấy trọng cao thâm công pháp, hơi có chưa đủ, nghĩ đến những cao thâm này công pháp là bất truyền bí mật, cũng sẽ không tùy ý bày ở chỗ này. Tuy nhiên như thế, lâm minh như trước thu hoạch cực lớn, nhất là về lôi hệ ý cảnh truyền thưa tìm hiểu lôi hệ ý cảnh có thế không cần kỳ lân huyết mạch, những ngọc giảng này ghi lại lôi hệ ý cảnh muốn so với lúc trước bác vẫn lôi hoàng lưu lại không biết hoàn thiện gấp bao nhiêu lần, đầy đủ lâm minh tìm hiểu thời gian rất lâu rồi. Đã đến thần vực về sau, ta tìm hiểu hỏa hệ pháp tắc có phượng tộc ủng hộ, tuyệt không dùng buồn, hiện tại lôi hệ ý cảnh lại có tử điện kỳ lân nhất tộc, cũng coi như đã có cam đoan, lôi hỏa song toàn, trên lệch chỉ là không gian thời gian ý cảnh rồi, đương nhiên, nếu như có thể đạt được một ít phong hệ ý cảnh vậy thì càng tốt hơn lâm minh đối với phong hệ ý cảnh yêu cầu cũng không cao chỉ cần có thể trợ hắn thi triển kim bằng phá hư như vậy đủ rồi buông những ngọc giảng này lâm minh tiếp tục dò xét cái này tòa tiên phủ lại phát hiện ra một tòa đan phòng tại đây đang trong phòng có không ít chữa thương giải độc bổ sung thể lực tu luyện luyện công linh đang dịu dược có rất nhiều bình thuốc được mở ra đoán chừng bên trong linh đang bị ăn sạch rồi hơn nữa theo lâm minh đánh giá chắc chính thức tốt đang dược đều bị đã ăn xong còn lại chỉ là lần một cấp đang dược đây cũng là hợp tình lý khương tử cực tọa hóa ở chỗ này tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi khả năng tương đối nhỏ rất có thể là một hồi đại chiến về sau trọng thương thi giải tốt đang dược tự nhiên đã bị hắn đã ăn xong thậm chí khả năng liền hắn tùy thân thánh khí đều bị hủy dưới những thừa này đang dược Tự nhiên so về dược viên bên trong đích những thiên tài địa bảo kia phẩm chất kém rất nhiều, bất quá phóng tới Thiên Diễn Đại Lục, vẫn là giá trị liên thành tốt dược. Lâm Minh đem những này cũng thu vào, trừ lần đó ra, không hiện mặt khác có vật giá trị, hắn liền ra cái này phương tiểu thiên thế giới, chuẩn bị mau rời khỏi kỳ tích thần điện. Bởi vì cùng họ Tôn Trung niên nhân tranh đấu, tăng thêm sửa sang lại bảo vật, lại làm trễ nải không thiếu thời gian, hắn phải mau chóng tìm được ly khai kỳ tích thần điện con đường nếu không quá nguy hiểm. Lúc này, tại một chỗ độc lập tiểu thiên thế giới bên trong, bị Lâm Minh lưu lại truy tung ấn ký họ tôn trung niên nhân vẽ mặt khổ tương cùng cầu xin chi sắc nhìn qua một gã mặt màu tím trường bào nam tử, nam tử kia nhắm lại hai mắt, một tia ý chí ngưng kết thành một cây châm nhỏ tiến vào họ tôn trung niên trong cơ thể con người, đại khái đã qua một phút đồng hồ công phu. Hắn mở hai mắt ra, khẽ thở dài một cái. Thế nào, như thế nào đây? họ tôn trung niên nhân giống như ngâm nước chi nhân bắt được cuối cùng một căn rơm rạ, không thể chờ đợi được mà hỏi, trước mắt áo bào tím nam tử là bạn tốt của hắn, bằng vào bản thân tu vi bước vào thần hải cảnh, hiện tại đã thẳng bức thần hải trung kỳ, tại chiến linh bên trên tạo nghệ cực cao, họ tôn trung niên nhân tự trông cậy vào áo bào tím nam tử có thể hỗ trợ tiêu mất trong cơ thể hắn truy tung ấn ký. Ta không giải được, sau chiến linh quyết đấu, ta cùng lâm lan kiếm chênh lệch quá xa rồi, hắn xác thực là một cái yêu nghiệt áo bào tím nam tử lắc đầu nói ra hắn mà nói lập tức như một chậu nước lạnh một loại tưới vào họ tôn trung niên nhân trên người lại để cho hắn tứ chi lạnh hắn năng nỉ nói lương huynh ngươi nhất định phải cứu cứu ta a à? lâm lang kiếm hắn đã tuyên bố hai năm sau trở lại lấy ta cấp hắn nếu không chết ta tự thừa hai năm tuổi thọ rồi hơn nữa lâm lang kiếm hắn đã nhận được một phần thiên đại truyền thừa đối phương tuyệt đối là thượng cổ đại năng, thậm chí có thể là cái này kỳ tích thần điện điện chủ, nếu như có thể giết chết hắn đạt được cái kia phần truyền thừa, tương lai có thể thành thiên hạ đệ nhất nhân. Họ tôn trung niên nhân vốn là cầu mãi, rồi sau đó lại dùng lợi dụ, nhưng mà áo bào tím nam tử lại ti không động tâm chút nào, hắn lắc đầu nói. Ngươi không làm gì được lâm lan kiếm, ta tuy nhiên thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là có thể áp chế hắn, nếu như hắn tồn tâm tư chạy trốn, dùng hắn độ, ta cũng không có biện pháp, đừng nói là ta, sợ là chân chính thần hải trung kỳ cường giả đều vô kế khả thi, kẻ này có thể được đến cái này thường cổ đại năng truyền thừa, chứng minh hắn có phong đế chi mệnh, nhất định vi thiên hạ đệ nhất nhân, ta như nghịch thiên mà đi, sợ là cũng muốn vẫn lạc, đại khái liền đại giả thần. Quốc đều nhìn xuống Âu giả bày bị giết cơn tức này. Lâm Lan Kiếm đã trưởng thành là một gốc cây không thể dao động đại thụ dùng hắn thực lực bây giờ, đã có thể phong hoàng rồi. Áo bào tím nam tử nói đến đây thở dài một hơi, chứng kiến họ tôn trung niên nhân đáng thương bộ dạng, lại nói. Ngươi nếu là muốn tự cứu, chỉ có thể đem lâm lan kiếm đạt được kỳ tích thần điện điện chủ truyền thừa tin tức đồng thời nói cho cửu đỉnh thái thượng thần hoàng cùng đại giả hoàng thúc tổ, có lẽ có thể dẫn hai người bọn họ ra tay, còn có một chút như vậy hy vọng. Kỳ tích thần điện điện chủ truyền thừa tuy nhiên mê người, nhưng đối với cửu đỉnh thái thượng thần hoàng cùng đại giả hoàng thúc tổ mà nói, hay vẫn là gia tăng thọ nguyên đang dược quý giá nhất, như trong truyền thừa kia không có loại đang dược này, bọn hắn chưa chắc sẽ mạo hiểm đắc tội lâm minh phong hiểm ra tay, huống chi lâm minh sau lưng còn có một cùng hắn đi được rất gần tạo hóa lão nhân. Áo bào tím nam tử nói đến đây, họ tôn trung niên nhân trong nội tâm càng buồn khổ, nếu như lúc trước hắn cũng như vậy sáng suốt thì tốt rồi, buồn cười hắn lúc ấy còn tuyên bố lại để cho lâm minh biết rõ biết rõ hắn cùng với thần hải cường giả chênh lệch kết quả rơi vào như vậy một cái thê thảm kết cục họ tôn trung niên nhân hối hận thời điểm đột nhiên toàn thân lạnh áo bào tím nam tử cũng là trong nội tâm cả kinh chợt xuất mồ hôi tráng vừa rồi trong nháy mắt đó bọn hắn đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh như băng vô cùng cảm giác quét qua thân thể của bọn hắn cái này cảm giác chủ nhân tuyệt đối là một cái vô cùng khủng bố tồn tại là ai hai người ngừng thở, đại khí cũng không dám ra ngoài thoáng một phát, thế nhưng mà cái kia cảm giác đảo qua về sau, sẽ không có lại dừng lại, đã đã đi xa. Cái này lại để cho bọn hắn thở dài ra một hơi, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, vừa rồi cái kia cảm giác bao phủ hai người bọn họ thời điểm, chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn đông lại rồi, đây rốt cuộc là người nào. Ở trên không bên trong, một thanh âm thì thào tự nói lấy, trong hai người này tu vi khá thấp người kia bái kiến lâm lan kiếm, xem ra hắn cách đây một phiến thế giới không xa, dùng của ta độ, tối đa một phút đồng hồ, ta có thể tìm được hắn rồi, hừ, lúc này đây đã không có tạo hóa, ngươi có chạy đằng trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 889 Người đeo mặt nạ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 889 Người đeo mặt nạ, cái này phiến thế giới, cuối cùng là ta đã tới thế giới, Lâm Minh nhìn trước mắt một phiến hắc ám xâm lâm, xác định tại đây chính mình đã tới một lần. Tại trong kỳ tích thần điện này, mỗi một tòa trung thiên thế giới đều vô cùng giống nhau, không đơn giản cảnh vật bất đồng, hơn nữa một cái thế giới không gian chấn động tần suất cũng bất đồng. Loại này không gian chấn động giống như là người vân tay, tinh thông không gian ý cảnh, có thể bằng này đến nửa đoạn trước mắt không gian chính mình phải chăng đã từng đã tới tuy nhiên đã tìm được một mảnh ta quen thuộc không gian, nhưng chưa hẳn có thể tìm được đường đi ra ngoài. Cái này kỳ tích thần điện không gian sắp xếp bố quỷ dị, như là một tòa cự đại mê cung, dùng lâm minh đối với không gian ý cảnh lý giải, muốn muốn đi ra ngoài cũng phải chậm rãi lục lọi. Lâm minh một bên phi độn, một bên còn yên lặng luyện hóa bắt tay vào làm bên trên tu di giới, cái giới chỉ này dùng khương tử cực mệnh danh, đã kêu tử cực giới. Tử cực giới đã là vật vô chủ, luyện hóa cũng không khó khăn. Ân. Chiếc nhẫn kia đúng là hóa thành một vòng văn ấn, Lâm Minh thình lình phát hiện, theo tinh thần của mình ấn ký khắc ở trên mặt nhẫn, vốn là trên ngón tay tử cực giới đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là lưu tại chính mình trên ngón tay một vòng màu tím hình xăm. Bộ phận chuẩn thánh khí cấp, thánh khí bảo vật có thể trực tiếp dung nhập thân thể, cũng tỉ như càng không dung nhập lô, xem ra chiếc nhẫn kia cũng là như thế rồi. Lâm Minh trong nội tâm vui vẻ, chiếc nhẫn mang theo trên tay, dễ dàng hư hao, thế nhưng mà văn ấn trong thân thể, vậy thì an toàn nhiều hơn, hơn nữa cũng càng vi ẩn nấp. Kỳ tích thần điện bên trong đích một cái trung thiên thế giới đại khái chỉ có thiên vận quốc một cái hành tỉnh lớn như vậy, tung hoành bất quá một hai ngàn ở bên trong, dùng lâm minh tốc độ hung ác nhanh tự phi chấm dứt. Hắc ám xâm lâm trung thiên thế giới về sau, dựa theo trí nhớ của ta có lẽ sẽ đến đến một cái hải đảo bên trên, chỉ sợ không gian sắp xếp bố xuất hiện cải biến cái kia sẽ rất khó đi ra ngoài rồi. Lâm Minh tự nói lấy, đang muốn xuyên qua hắc ám xâm lâm chỗ ở thế giới không gian bức tường ngăn cản. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cả kinh, lập tức toàn thân tóc gáy chồng cây chuối, thân thể bạo lui ra ngoài. Mắt nhìn trước mắt xuất hiện tình cảnh, Lâm Minh như rớt vào hầm băng, hắn trơ mắt nhìn, trước người đi thông một cái khác trọng hư không không gian bức tường ngăn cản bị xé mở, một người mặc áo trắng, mặt mang một linh ngọc diện cụ thân ảnh theo trong hư không phản phất nhàn nhã dạo chơi đi đến. Này người khí tức trên thân thâm trầm giống như biển, thực lực khó có thể đánh giá chắc, chỉ sợ so về tạo hóa lão nhân đến, đều chỉ có hơn chứ không kém. Không hề nghi ngờ, cái này áo trắng người đeo mặt nạ là trước kia cái kia yêu dị thiếu niên đồng lõa, chuyên môn châm đối với chính mình mà đến thần bí thế lực, bọn hắn rất có thể đến từ kỳ tích chi hải. Ánh mắt tập trung ở đằng kia một trương một linh ngọc trên mặt nạ, cái kia kỳ quái kiểu dáng cùng độc nhất vô nhị tạo hình, tràn ngập một loại khủng bố vặn vẹo khí tức. Lại để cho Lâm Minh không hiểu trong nội tâm khẽ động, nhớ lại cái này một khối mặt nạ tạo hình, hắn trước kia bái kiến không ít lần, cùng cửu đỉnh vệ đeo kiểu dáng giống nhau, hơn nữa chỉ có cửu đỉnh vệ nhân vật cao tầng mới có thể sử dụng. Chẳng lẽ đi? Lâm Minh hít sâu một hơi. Cửu đỉnh vệ vi thần quốc lệ thuộc trực tiếp quân chính đoàn, trưởng quản hình ngục quyền hành tổ chức về sau bị Thái tử Dương Vân chinh phục, vì Dương Vân sử dụng, như vậy liên hệ, đã lại để cho Lâm Minh tin ra đối diện người thân phận. Dương Vân Là ngươi Lâm Minh thanh âm băng hàng rét thấu xương Mà ở trước mặt hắn, người đeo mặt nạ mỉm cười, thông dòng tháo xuống trên mặt một linh ngọc diện cụ, lộ ra một trương phiêu giật tuấn lãng gương mặt, đúng là Dương Vân bản thân Ha ha, Lâm Vu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Dương Vân khẽ cười nói, đối với Lâm Minh có thể nhìn thấu thân phận của hắn không chút nào ngoài ý muốn, vốn là đến lúc này thời điểm cũng không cần phải che giấu. Nhìn trước mắt Dương Vân, Lâm Minh trong đôi mắt bắn ra ra một đạo quan mang kỳ lạ, hắn một mực đã cảm thấy Dương Vân người này lòng dạ sâu đậm, một mực thâm tàn bất lộ, đặc biệt nhất một điểm là, hắn chưa bao giờ nhìn thấu qua Dương Vân tu vi. Lúc trước, Lâm Minh bởi vì thiên cơ thương hội sự tình mà kết bạn Dương Vân, Dương Vân phái ra cửu đỉnh vệ tra rõ cửu đỉnh thần quốc tam đại thương hội, hai đại ngân hàng tư nhân cùng bách bảo bán đấu giá cộng lại tổng cộng lục đại buôn bán tính tổ chức, muốn đem hắn toàn bộ khống chế, nuốt mất. Phải biết rằng, loại này đại kinh tế tổ chức nắm giữ ở quốc gia trong tay, rất dễ dàng sinh sôi kẻ quản lý mục nát, tiếp theo làm cho hiệu quả và lợi ích trượt, căn bản không phải cử chỉ sáng suốt, thế nhưng mà Dương Vân hết lần này tới lần khác cứ như vậy làm, hơn nữa vậy mà chống đỡ cự đại áp lực bắt đầu áp dụng cái này làm cho thiên cơ thương hội người thừa kế thiên cơ tiêu tiêu đêm khuya tiến vào gian phòng của mình dùng thân thể của mình làm đại giá cầu lâm minh vi thiên cơ thương hội biện hộ cho lúc ấy lâm minh đã cảm thấy không đúng dương vân ra tay quá đột ngột rồi hơn nữa cửu hoa bữa tiệc đem thiên cơ tiêu tiêu cũng gọi là bên trên vô cùng có khả năng tự là dùng thiên cơ tiêu tiêu vi thể đánh bạc muốn kéo lũng chính mình đến dương vân dưới trướng có thế hết lần này tới lần khác việc này Dương Vân lại làm không lưu dấu vết, từ đầu tới đuôi một câu đều không có đề, lại để cho Lâm Minh tuy nhiên có lòng nghi ngờ, nhưng cũng không dám xác định. Lâm Minh vì vậy mà sinh lòng cảnh giác, về sau tuy nhiên Dương Vân nhiều lần tống xuất đại lễ đến, cũng thủy chung cùng Dương Vân giữ một khoảng cách, hắn tổng cảm giác, Dương Vân lòng dạ quá sâu. Lâm Minh rất không hiểu Dương Vân khống chế nhiều như vậy kinh tế làm gì. Tam Đại Thương Hội, hai đại ngân hàng tư nhân cùng bách bảo bán đấu giá cộng lại là cửu đỉnh thần quốc 10% kinh tế hệ thống, hơn nữa cửu đỉnh thần quốc vốn là chỗ nắm giữ mạch khoáng, một linh ngọc địa tàng, cùng với dược viên, chỉ sợ vượt qua 50% kinh tế hệ thống đều đã rơi vào dương vân trong tay. Nhưng mà hắn có thể đem kế hoạch thuận lợi áp dụng xuống dưới, không có không đỉnh thần quốc nhân vật cao tầng đi ra ngăn cản, hoặc là có trở ngại dừng lại, nhưng là bị Dương Vân thi triển thủ đoạn dọn dẹp rồi, vô luận là loại nào, cái này đều đã chứng minh dương vân tại cửu đỉnh thần quốc địa vị không thể rung chuyển thế nhưng mà dương vân tàn được sâu hơn lâm minh cũng tuyệt đối thật không ngờ hắn hội sâu đến loại trình độ này hôm nay lâm minh rốt cục thấy rõ dương vân tu vi thần hải sơ kỳ nhưng là bác trọng mệnh vẫn thần hải sơ kỳ bác trọng mệnh vẫn toàn bộ thiên diễn đại lục trong lịch sử cường giả như vậy mấy bất mãn một tay thiên hạ đệ nhất nhân chưa chắc là bác trọng mệnh vẫn nhưng bác trọng mệnh vẫn tất thành thiên hạ đệ nhất nhân. Dương Vân Thần Hải Sơ Kỳ Tu Vi đã có thể quét ngang thiên hạ. Là chuẩn thiên hạ đệ nhất nhân, phá thần hải trung kỳ về sau, cái kia chính là thiên hạ đệ nhất nhân, có thể dương cửu đỉnh thần quốc quốc uy, hoàn toàn không cần phải che giấu, không giống tư đồ yêu nguyệt này loại nhân vật, bởi vì còn không có trưởng thành, sợ hãi ám sát. Thế nhưng mà Dương Vân lại che giấu đến bây giờ, tất nhiên là có mưu đồ mưu. Dương Vân dĩ nhiên cũng làm như vậy vô thanh vô tức thành tựu bác trọng mệnh vẫn, đây quả thực không thể tưởng tượng, phải biết rằng, hắn mới 40 tuổi. Lâm Minh nhớ rõ, Dương Vân 30 tuổi mới thành tựu mệnh vẫn, cái tốc độ này tại có hy vọng vấn đỉnh thần hải hậu kỳ cảnh giới đỉnh tiêm đế cấp thiên tài trong thật sự không coi là nhanh, thậm chí tư đồ la sát, tư đồ xuyên cái này một loại người, đều có thể đạt tới. 30 tuổi thành tựu mệnh vẫn, 40 tuổi lại thành tựu bát trọng mệnh vẫn thần hải, cái này vạn không được có thế. Trừ phi. Chính thức Dương Vân đã bị chết. Người rốt cuộc là ai? Lâm Minh toàn thân tinh thần cao độ tập trung, đối mặt như thế hiểm cảnh, mặc dù là hắn, cũng trong lòng bàn tay có chút thấm hẳn, bởi vì hắn thật sự nghĩ không ra có cái gì chiến thắng khả năng, nếu như tạo hóa lão nhân tại tại đây, bằng vào hắn một ít thủ đoạn còn có thể chạy trốn, hiện tại tuyệt không hy vọng. Ta xác thực là Dương Vân, thật sự không thể lại thật. Dương Vân đoán được Lâm Minh nghĩ cách. Ngươi là muốn nói cho ta, ngươi 10 năm do mệnh vẫn thành tựu thần hải. Lâm Minh trong mắt hiện lên một tia hàn mang, vô thanh vô tức trừ ra đại hoang huyết kích, tuy nhiên hy vọng xa vời, nhưng hắn cũng phải đánh cược một lần. Ha ha. Dương Vân nhẹ nhàng cười cười, trước kia tu vi chỉ là của ta cố ý biểu hiện ra cho thế nhân, là biểu hiện giả dối, tu vi của ta thật sự không coi là cái gì, Lâm huynh là 23 24 tuổi a dựa theo ngươi tốc độ này 30 tuổi xuất đầu thì có hy vọng thành tựu thần hải hơn nữa vô cùng có khả năng là cửu trọng mệnh vẫn thần hải cửu trọng mệnh vẫn a à, thiên diễn đại lục thánh ma đại lục lưỡng phiến đại lục từ xưa đến nay đều chưa bao giờ có sẽ biết cái này khái niệm chỉ là theo mươi vạn năm trước trong điển tịch chứng kiến đôi câu và lời ghi lại chính vẫn vừa ra thiên địa biến sắc đặt ở thần vực cũng là nổi tiếng người đặt mà ta đâu rồi bất quá là 40 tuổi mới khó khăn lắm thành tựu bác trọng mệnh vẫn thần hải, ta so lâm huynh, theo không kịp. Dương Vân tùy ý nói, liền vũ khí đều không có ra, toàn thân đều là sơ hở, phản phất lão hữu gặp một loại, thông dông cực kỳ, dùng tu vi của hắn, xác thực có tự tin vốn liếng. Người tiến vào qua kỳ tích chi hải rồi sau đó còn sống đi ra. Lâm Minh trong nội tâm rồi đột nhiên đã đến khả năng này, cũng chỉ có cơ duyên như vậy, có thể giải thích hiện tại phát sinh hết thảy. Ngươi đáp đúng phân nữa. Dương Vân nói đến đây vậy mà thở dài một tiếng, Lâm Huynh, ngươi số mệnh như cầu vòng, có phong đế chi mệnh, đây là ngươi tại vô số chiến đấu cùng sinh tử trải qua nguy hiểm trong tích lũy xuống vận số, ta so không được ngươi, ta chỉ có thể sử dụng một ít tà đạo chi pháp, bán đứng chính mình hết thảy, đổi lấy lực lượng cường đại. Dương Vân đang khi nói chuyện, ánh mắt lập lòe, lại để cho Lâm Minh nghe được không hiểu thấu, nhưng đã có ẩn ẩn đoán được rất nhiều thứ đồ vật. Nhất là một câu kia bán đứng hết thảy, lại để cho trong lòng của hắn khiếp sợ, hắn cảm giác dương vân trên người tự hồ lưng đeo rất nhiều bí mật. Lâm Huynh, tuy nhiên chúng ta là địch nhân, nhưng ta yên nguyên xem ngươi là tri kỷ, ai cũng biết ta dương vân kỳ tại ngút trời, 12 tuổi bắt đầu phát tích, từ nay về sau một phát không thể thu, là cửu đỉnh thần quốc ngàn năm kỳ tài, thế nhưng mà lại không người biết rõ ta 12 tuổi thời điểm đã trải qua cái gì. Dương Vân nói đến đây lắc đầu, tự hồ không muốn đi nhớ lại, bất kể là lòng dạ bao sâu người, bí mật áp lực tại trong lòng quá lâu, cũng cần hướng người khác thổ lộ hết, nếu không tâm lý đều xảy ra vấn đề. Ta là thứ xuất, là phụ thân của ta một lần ngẫu nhiên sủng hạnh cung trong mỹ nhân chỗ sinh thứ tử, giống như ta vậy thứ tử, tại phụ thân mấy ngàn năm thọ nguyên ở bên trong, không có năm nghìn, cũng có ba nghìn a tăng thêm hệ khác, vậy thì càng là không thể tính toán, phàm nhân hoàng đế bất quá vài thập niên thọ nguyên, đều có hậu cung giai lệ ba nghìn, một đại thần quốc thần hoàng, thân vương, hơn nửa chi thứ hầu gia. Bọn hắn tần phi số lượng không cách nào tính toán, còn nối giỏi hoàn toàn có thể tạo. Thành trăm vạn đại quân, ta chính là trăm vạn trong đại quân một thành viên. Dương Vân nói đến đây có chút phúng hương vị, dùng trăm vạn đại quân đến ví von thần quốc hoàng tộc đệ tử, xác thực chăm chọc hoàng tộc nhiều như vậy con nối giỏi, không có thực lực đúng là một kẻ con sâu cái kiến, địa vị thậm chí không bằng một cái cung nữ lĩnh đội, mẫu dùng tử quý, thực lực của ta chênh lệch, mẹ của ta tự không có bất kỳ địa vị, về sau trong cung thảm mệnh. Dương Vân nói được hời hợt, phản phất cũng không thế nào bi thương, nhưng mà hắn càng là bình tĩnh ngữ khí, lại càng có thể làm cho Lâm Minh cảm nhận được trong lòng của hắn hận ý, liên tục không dứt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 890 Thượng Cổ Ma Quỷ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tứ đại thần quốc hoàng tộc vì giữ vững huyết mạch hưng thịnh, nhân tài thịnh vượng, nhất định phải có đầy đủ con nối dòng, cho dù là bọn họ huyết mạch ưu tú, cũng muốn lớn số đến mới có thể sàng chọn cho thuê lại mũi nhọn thiên tài mà loài người sinh sôi nảy nở tốc độ phi thường kinh khủng, tứ đại thần quốc truyền thừa vạn năm, hoàng tộc đệ tử số lượng gặp mặt bằng bao nhiêu mấy cấp hình thức tăng trưởng, vì mỗi một đời cũng sàng chọn ưu tú huyết mạch, như vậy tư chất như nhau võ giả cũng chỉ có thể bị loại bỏ, vào là bọn hắn tự thành rồi vật hy sinh. Mặc dù Lâm Minh sớm cũng biết việc này, mà lại thật sâu hiểu được hậu cung tranh đấu tàn khốc, nhưng là từ Dương Vân trong miệng nghe tới, nhưng như cũ âm thầm kinh hãi. Dương Vân ta chừng có thể tưởng tượng ngươi bi thảm đồng niên cuộc sống bởi vì ta còn trẻ lúc trôi qua mà lại không như ý ngươi cũng bởi vì như vậy muốn trả thù cái thế giới này trả thù cái thế giới này dương vân nói tới đây ha ha cười một tiếng ta thế nào gặp mặt trả thù cái thế giới này ta chẳng những không có thể như vậy làm hơn nữa ta muốn sáng tạo một đồ thế giới ta muốn sáng tạo thuộc về của ta huy hoàng tên buông xuống vạn cổ ngươi chừng cũng đã được nghe nói thiên diễn đại lục là một bị đóng cửa đóng cùng nguyền rủa vị diện ta muốn đánh vỡ thiên diễn đại lục nguyền rủa nhưng nó khôi phục mười vạn năm trước vinh quang dương vân nói tới chỗ này trong ánh mắt lóe ra một tia ước mơ cùng điên cùng vẽ điều này làm cho lâm minh có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới dương vân mục đích là cái này một cái có mơ ước nghị lực trí tuệ cùng năng lực nhân tài là nhất đối thủ đáng sợ bọn họ không có nhược điểm không bị đầu độc làm bất cứ chuyện gì đều có nhìn minh xác mục đích đã như vậy, ngươi vì sao phải giết ta? Ta tự hồ cùng giấc mộng của ngươi cũng không xung đột. Không tệ, quả thật không xung đột, ta cũng không ghen tị người có đức hạnh tài năng, chỉ có tuyệt thế thiên tài càng ngày càng nhiều, mới có thể cùng ta cùng chung hoàn thành như vậy thịnh thế. Nhưng là... Trước đó, nhưng nhất định phải thân thể của ngươi. Trở thành trong cơ thể ta một cái thường cổ linh hồn đoạt xá đối tượng, ngươi quá ưu tú rồi, pháp thể song tu, thân thể trăm phần trăm hoàn toàn rèn luyện làm linh thể, đồng thời có được siêu phàm lực lượng, là thích hợp nhất thể xác, ta vốn là muốn nhận ngươi đến dưới trướng, bồi dưỡng ngươi trưởng thành, đáng tiếc. Ngươi không đáp ứng. Bây giờ ngươi trưởng thành quá là nhanh, ta không thể không nhắc đến động thủ, nếu không tương lai ta cũng không cách nào nắm trong tay ngươi. Dương Vân nói tới đây, sau lưng của hắn hư không vặn vẹo, một cái cự đại ma quỷ trống rỗng ảnh chậm rãi hiện lên che đậy rồi bầu trời một trận già nua tiếng cười vang dội thiên địa lâm minh nheo mắt lại nhìn dương vân sau lưng hết thảy hắn rốt cuộc hiểu rõ dương vân trong thân thể có một cái thường cổ linh hồn mà hắn cái gọi là bán đứng hết thảy chính là cùng cái này thường cổ linh hồn đạt thành rồi một số giao dịch dương vân có thể đạt được thực lực hôm nay cũng là bởi vì này thường cổ linh hồn sống còn rồi 10 vạn năm linh hồn đến từ kỳ tích chi hải tồn tại sao Lâm Minh tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, mà đang lúc này, vốn là ôn văn nhĩ nhã dương vân trở nên hai mắt máu đỏ, hắn phát ra một tiếng như giống như giả thú rít gào. Cả người áo bào trắng bị xé rách, khuôn mặt lỗ mà lại trở nên dữ tợn đáng sợ. Rất hiển nhiên, Dương Vân đã cùng trong cơ thể ma quỷ hợp hai làm một, bằng Dương Vân thực lực. Nửa dung hợp trong cơ thể ma quỷ, lực chiến đấu không thể nghi ngờ đạt đến Lâm Minh không cách nào tưởng tượng trình độ. Người phàm trở thành bổn tôn túc thể sao đây là của ngươi mà vinh hạnh rỗng dương vân tốc độ nhanh đến rồi không thể tưởng tượng nổi trình độ hắn hóa thành một đạo tàn ảnh rõ ràng trong tầm mắt hắn còn tựa hồ ngưng lại tại nguyên chỗ có thể là của hắn móng vuốt cũng đã bắt được lâm minh trước mắt lâm minh con ngươi co rút lại chân đạp kim bằng phá hư thân pháp thân thể dày xéo lui ra ngoài đối mặt như thế địch nhân cường đại hắn căn bản không thể nào liều mạng chỉ có một chữ trốn. Lợi dụng hắn đối với không gian ý cảnh hiểu cùng siêu phạm tốc độ, có thể trốn rất trốn rất. Sưu. Một bước bước qua hơn 10 dặm khoảng cách, Lâm Minh mở ra kinh môn, đem tốc độ của hắn phát huy đến rồi cực hạn. Xong hắn cầm lên vặn vẹo trong không gian hiện lên thân ảnh, nhưng đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến cùng mạnh sát cơ, nhìn lại, lại thấy Dương Vân Chính ở phía sau, rét lạnh móng vuốt lại lần nữa dết đến ngay lập tức hơn 10 dặm kinh khủng tốc độ, không dựa vào bất kỳ pháp tắc ý cảnh, chỉ có bằng vào tự thân lực lượng, đuổi kịp rồi lâm minh mở ra rồi kinh môn phía sau kim bằng phá hư, như thế tốc độ, nghe rợn cả người. Uống Mắt thấy một trảo này đã không thể tránh khỏi, lâm minh hét lớn một tiếng, tổn thương cửa mở ra khải, tà thần lực vận chuyển tới cực hạn, 200 vạn sức lực bộc phát ra, lôi hỏa lực đồng thời gào thét, đại hoang huyết kích đột nhiên nền xuống bùng. Đại hoang huyết kích cùng Dương Vân trảo ảnh kịch liệt va chạm, Lâm Minh chỉ cảm thấy một cổ cùng mãnh lực mạnh đánh tới, hắn giống như bão táp trung lá cây như nhau, căn bản không cách nào điều khiển thân thể, bị bất chấp mọi thứ năng lượng lưu thổi bay, cánh tay tê dại, cả người khí huyết rối loạn, nội tạng tổn hại. Chỉ sợ thân thể của hắn lực lượng cường đại trở lại, nhưng là so sánh với Dương Vân Kinh khủng kia năng lượng công kích, mà lại căn bản không cách nào thừa nhận. Thân thể, cho ta đi. Dương Vân lại là một móng vuốt chọc tới, Lâm Minh cắn chót lưỡi, mi tầm sáng lên rồi xí một tia máu, một đạo phượng hoàng trống rỗng ảnh ở đây Lâm Minh phía sau xuất hiện, hắn cùng nhau thiêu đốt rồi trong cơ thể trăm giọt cổ phượng máu. A, à, Phượng hoàng tiếng ngựa hí vang dội thiên địa, một khắc kia, ở đây Lâm Minh trong cơ thể phản phất xuất hiện một vòng dịu ngay, Dương Vân quỷ trảo tới gần sau, tự hồ bị mặt trời chói chang đốt, phát ra khúc khích suy thanh âm ở đây bị phượng hoàng lửa cháy một nát. Này trong nháy mắt dừng lại, làm Lâm Minh thắng được quý giá thời gian, đại hoàng huyết kích thay đổi, lưỡi kích trên, ngọn lửa cùng lôi đình đang vào. Quán hồng Lâm Minh đột ngột trống một tiếng, tà thần mầm móng trung đốt tinh chi rất nóng cùng cửu thiên thần lôi không có chút nào giữ lại thích phóng đi ra, xảy ra nhất cuồng mảnh nổ tung. Bông. Quỷ trảo đột ngột vỡ, dương vân khóe miệng nổi lên một tia thống khổ dữ tợn, vốn là lâm minh thật xa không phải là dương vân đối thủ song dương vân trong cơ thể sống nhờ thượng cổ ma quỷ chỉ là linh hồn thể chỉ cần là không có thật thể linh hồn vậy thì gặp mặt e ngại lôi đình thượng cổ yêu tu vượt lôi kiếp cũng là thần hồn chi cướp khó khăn nhất vượt mây mưa thiên sấm sét vừa vang lên bách quỷ không dám ra cửa đồng dạng là bởi vì e ngại lôi đình huống chi lâm minh chiêu thức trung ẩn chứa lôi đình không phải là bình thường lôi đình mà là thiên giai cực phẩm cửu thiên thần lôi không chỉ như thế, dương vân trong cơ thể ma quỷ là âm khí thân thể, mà lâm minh thiêu đốt cổ phượng máu bộc phát ra phượng hoàng chi hỏa nhưng lại chính là dương khí mười phần cửu dương chi rất nóng, là âm khí khắc tinh. Hai người kết hợp, đúng là đem dương vân phát ra quỷ trảo xua rồi đột ngột vỡ. Cửu thiên thần lôi, đốt tinh chi rất nóng, hơn nửa ngươi vẫn còn cổ phượng thánh thể, cùng tử điện kỳ lân thánh thể đặt song song làm mười vạn năm trước thiên diễn đại lục cường đại nhất thể chất, Bổn tôn nếu là được rồi ngươi thuần dương thân thể, có thể trình độ lớn nhất bổ dưỡng bổn tôn đã suy bại không chịu nổi linh hồn, ngươi thật là trời cao ban cho bổn tôn tốt nhất lễ vật. Dương vân phát ra khạc 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 cười quái dị, mặc dù thuộc tính bị khắc chế, hơn nữa bị lâm minh tổn thương một lần, nhưng là căn bản không có suy giảm tới hắn căn bản, thực lực sai biệt thật sự quá lớn. Dương vân bản thân thực lực mà đến gần tạo hóa lão nhân, hơn nữa ma quỷ phụ thể đã là không kém gì bác vẫn sắm hoàng đế này cấp một mấy chính là nhân vật, cũng chính là làm đệ nhất thiên hạ người trình độ. Chống cự không có chút nào ý nghĩa, cho ta đi, cùng ta hợp thể, trở thành thiên địa duy nhất, khai sáng vạn cổ thịnh thế. Dương Vân đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, bị ma quỷ phụ thể phía sau, hắn đã hoàn toàn mất đi mình. Lâm Minh lúc này không có trốn, ở đây chứng kiến rồi Dương Vân kinh khủng tốc độ sau, hắn biết rõ trốn đã không có ý nghĩa, ngược lại gặp mặt yếu đi khí thế của mình, mặc dù trên lệch khổng lồ, nhưng hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, càng không có buông tha cho hy vọng, nếu đối phương muốn đoạt xá, đó chính là tránh ra không được linh hồn cùng ý chí rất đúng quyết, luận thực lực, hắn trăm triệu không là đối thủ, nhưng là đoạt xá, hắn nhưng có một đường sinh cơ. Như thế sinh cơ, hắn có thể nào buông tha cho? Thiêu đốt rồi toàn thân cổ phượng máu sau, lâm minh lực lượng đạt đến cực hạn, nhưng cùng dạng không cách nào kéo dài, chỉ sợ bằng bây giờ thực lực của hắn, đồng thời thiêu đốt toàn bộ cổ phượng máu, cũng chỉ có thể kiên trì chỉ chốc lát thời gian. Hắn phải ở nơi này chút thời gian bên trong, phát huy ra mạnh nhất lực chiến đấu, đối với kia thượng cổ linh hồn tạo thành bị thương, như thế còn có một phần thắng lợi hy vọng. Lôi đình chiến thể, sát sát sát, trong thiên địa lôi đình lực hoàn toàn hội tụ tới đây, bám vào ở đây lâm minh trên thân thể, tạo thành màu tím chiến giáp uy vũ bất phàm, tự như lôi thần đến trái đất. Đây là bác vẫn sắm hoàng đế sáng tạo chiêu thức, có thể đề cao thật lớn lực phòng ngự cùng lực chiến đấu, bước vào nhị trọng mệnh vẫn, mở lại khải tổn thương cửa sau, lâm minh lôi đình chiến thể vừa tiến thêm một bước, mặc dù không có thể đạt tới bác vẫn sắm hoàng đế ban đầu tung hoành thiên hạ trình độ, nhưng là cụ bị mấy phần thần uy. Hắc hắc, bổn tôn đúng là linh hồn thân thể nhưng ngươi cho là bằng vào ngươi về điểm này lôi định lực thật có thể bị thương nặng bổn tôn. Ngươi cho là đã thương nặng bổn tôn có thể bằng vào ngươi bạc trắng chiến linh ở đây đoạt xá cuộc chiến trung chiếm cứ ưu thế, thậm chí thì ngược lại thôn phệ bổn tôn. Khác hy vọng hảo huyền rồi, bổn tôn tuổi thọ là của ngươi mấy ngàn bội phần, ý nghĩ của ngươi, ngươi cậy vào, bổn tôn làm sao có thể không biết. Hôm nay ngươi bất kỳ phản kháng, cũng không có chút nào ý nghĩa, ngươi nhất định trở thành bổn tôn túc thể. Dương Vân ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, lúc này hắn, đã hoàn toàn không có Dương Vân cảm giác, mà thoái hóa thành kia thượng cổ ma đầu. May là Lâm Minh tâm trí kiên nghị, nghe thế thượng cổ ma quỷ lời của, cũng là trong lòng trầm xuống, có loại tuyệt vọng cảm giác, không tệ, cùng tư độ yêu trăng đánh một trận, tay mình đoạn ra hết, thực lực phát huy đến cực hạn, đối phương rất rõ ràng lá bài tẩy của mình. Còn đối với phương pháp vốn là chính là lão yêu quái, làm ra hôm nay này tỉ mỉ chặt chẽ kế hoạch thậm chí có thể kỳ tích thần điện hành trình đều là nó mưu kế ra tới làm sao có thể đối với mình đòn sát thủ không có phòng bị tuyệt vọng cảm giác một bắt đầu sinh đi ra giống như ôn dịch như nhau lan tràn lâm minh toàn thân nhất thời khiến hắn chiến ý giảm mạnh tự hồ biết chống cự cũng vô dụng không như thúc thủ chịu trói loại này nản lòng thoái chí cơ hồ nghĩ ngồi chờ chết cảm giác nhường lâm minh trong lòng cả kinh đây là mỹ tâm thuật bằng ngôn ngữ phối hợp vô hình tinh thần lực cổ mê hoặc lòng người làm cho người ta mất đi chống cự lực có thể hết lần này tới lần khác chỉ sợ lĩnh ngộ bạc trắng chiến linh tự mình lại cũng thiếu chút trúng chiêu này đầu ma quỷ vô luận kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn gian trá trình độ cũng vượt ra khỏi lâm minh tưởng tượng lâm minh mãnh liệt cắn đầu lưỡi làm cho mình tự mị tâm thuật trong bóng ma thoát khỏi đi ra mà đang lúc này dương vân đã xuất thủ như cơ hội này hắn có thể nào bỏ qua quỷ trảo cầm ra, che đậy thiên địa. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 891 Đoạt xá Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chồng chất quỷ trảo, như bão táp như nhau nhằm phía Lâm Minh, kinh khủng khí thế khóa lấy rồi nhất phương không gian, Lâm Minh căn bản không cách nào né tránh, mà lại né tránh không kịp. Chỉ mành treo chung hết sức, Lâm Minh con người co rút lại, đột nhiên đâm ra trong tay đại hoang huyết kích. a à, Ngọn lửa phượng hoàng ngựa hí, cửu thiên thần lôi sông thẳng thương khung. Kịch liệt va chạm nhượng Lâm Minh bên cạnh không gian hoàn toàn đột ngột vỡ, lôi hỏa lực đang vào, nhưng không cách nào chống cự kia quỷ trảo oai. Thực lực tuyệt đối chênh lệch, hơn nữa mỹ tâm thuộc một chút ảnh hưởng, chỉ sợ thuộc tính tương khắc lâm minh mà lại căn bản không phải dương vân đối thủ xua lôi đình cùng ngọn lửa bị ngạnh xanh xanh đích xé mở quỷ trảo mặc dù tan rã rồi một số nhưng như cũ hung hăng chọc vào rồi lâm minh trên người hộ thể chân nguyên tính áo cùng nhau đột ngột vỡ lộ ra ma đế chi khải chuẩn thánh khí cấp ma đế chi khải mặc dù kiên cố nhưng ở đây bộ ngực có trí mạng thiếu sót kia thượng cổ ma đầu gian trá vô cùng tất cả năng lượng cũng hướng về ma đế chi khải sơ hở nơi hội tụ đi qua. Phốc Lâm Minh đột nhiên nhả ra một ngụm máu tươi, bộ ngực huyết nhục mơ hồ. Lôi đình chiến thể cũng đã biến mất hơn phân nửa, chênh lệch quá xa. Dương Vân thừa dịp thắng truy kích, lại là một trảo chọc tới, mà Lâm Minh lúc này lực cũ biến mất, lực mới không sinh, căn bản không cách nào ngăn cản. Hắc hắc, biết điều một chút trở thành bổn tôn túc thể sao? Một trảo này, không có chút nào thấp thỏm bao phủ rồi lâm minh thân thể đưa hắn bắt trong tay phản phất yêu cầu bóp nát như nhau tinh bực bội thần hút dương vân phía sau lần nữa hiện ra kia ma quỷ trống rỗng ảnh ma quỷ mở ra miệng rộng màu đen hấp lực nước xoáy sinh ra lâm minh trong phút chốc cảm giác cả người tam hồn lục phách sao động khí huyết lực mãnh liệt chân nguyên sao động phản phất yêu cầu ly thể ra tinh khí thần làm thể tam bảo, tinh làm nguyên tinh, là huyết mạch lực, thân thể tinh hoa, bực bội làm nguyên khí, là trong cơ thể ẩn chứa năng lượng, đang điền chân nguyên, thần tắc là nguyên thần, là linh hồn, ý chí kết hợp thể. Khi thượng cổ ma đầu há mồm yêu cầu hút lâm minh tinh khí thần, một khi bị hút đi, lâm minh sẽ gặp trong cơ thể tinh hoa mất hết. Sinh tử tồn vong hết sức. Lâm Minh nhưng trong lòng vô cùng tỉnh táo, kia thượng cổ ma đầu không dám trực tiếp đoạt xá, không dám trực tiếp lấy ý chí tỷ thí, không thể không trước hút của mình tinh khí thần, yếu đi tự mình. Lớn mạnh nó tự thân, như thế mới có hoàn toàn đem cầm. Nói cách khác, thường cổ ma đầu cho dù biết lá bài tẩy của mình là bạch ngân chiến linh, nhưng cũng không có biện pháp gì, bởi vì ý chí tỷ thí là đoạt không nở bất quá một cửa ải. Trong phút chốc, Lâm Minh tinh thần hải trung bạch ngân chiến linh gào thét, vốn là sao động linh hồn lực lập tức bị trấn áp xuống tới vẫn chắc tự thân ý chí, nhưng là khí huyết lực cùng toàn thân năng lượng vẫn yêu cầu phá vỡ thể ra. Bạch Ngân Chiến Linh ý chí chi kiếm Lâm Minh hét lớn một tiếng, từ mi tâm bắn ra một đạo màu trắng bạc ý chí chi kiếm, đồng thời quán chú rồi lôi đình lực ý chí hỗn hợp có lôi đình chém thẳng vào Dương Vân sau lưng thượng cổ ma đầu. Ý chí chi kiếm chỉ có thể diệt sát ý chí thể, mà lại nếu không có thực thể tinh thần tồn tại so sánh với như lâm minh vượt mệnh vẫn lúc chạy tới tím sư tử sấm nguyên, liền bị lâm minh ý chí chi kiếm gây thương tích. Mà hôm nay thượng cổ ma đầu linh hồn, cũng là thuộc về ý chí thể một loại. Hắc hắc, ngây thơ, mặc dù bổn tôn không sợ ngươi bạch ngân chiến linh, nhưng cũng sẽ không cùng ngươi ý chí tỷ thí, thu. Trong nháy mắt đó, Dương Vân sau lưng ma quỷ trống rỗng ảnh, toàn bộ thu nhập rồi Dương Vân trong cơ thể, không bao giờ nửa lưu lại nửa điểm ở bên ngoài này thượng cổ ma đầu thân thể vẫn còn thời điểm tu vi cực cao chiến linh thành tựu căn bản không kém gì lâm minh chỉ là bởi vì nó bây giờ linh hồn không trọn vẹn ý chí hơi chút yếu đi rồi một điểm nó không nghĩ cho lâm minh bất cứ cơ hội nào lâm minh cảm giác kia ma quỷ đối với mình tinh khí thần thôn phệ ngừng lại mà cùng lúc đó lâm minh ý chí chi kiếm mà lại phách trống không rồi một khi linh hồn dung nhập vào thân thể trừ phi chủ động tiến vào ý chí thế giới tiến hành ý chí tỷ thí, nếu không không cách nào dùng chiến linh trực tiếp diệt sát đối phương, đó cũng là chiến linh phải bám vào ở đây thực vật ở trên công kích nguyên nhân. Sao động đích thực nguyên hòa khí máu lực cũng bị áp chế xuống tới, mà đang lúc này, Dương Vân nhưng đột nhiên dày xéo nổi lên, vươn ra quỷ trảo, một trảo hướng lâm minh chập tới, khạc 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 khạc, không thôn phệ ngươi tinh khí thần, bổn tôn làm theo có thể làm cho ngươi hấp hối. Ngươi đang ở đây bổn tôn trước mặt, giống như trẻ mới sinh hoàn toàn giống nhau lực. U minh ma trảo. Quỷ ảnh ngập trời, không gian như vải rách như nhau bị xé rách, lâm minh bảo vệ chặt tâm thần, tà thần trẻ cái mầm trong áp súc lôi đình lực không có chút nào giữ lại bộc phát ra. Tử chi lực. Thẩm phán chi kiếm. Màu tím lôi quang ngưng tụ thành một thanh thần kiếm trống rỗng ảnh, nhô lên cao phát trảm xuống tới. Đồng dạng là bác vẫn lôi hoàng tuyệt kỹ thành danh, lôi định lực nhất khắc linh hồn thể, thẩm phán chi kiếm là Lâm Minh bây giờ hữu hiệu nhất thủ đoạn công kích. Hừ, bác vẫn lôi hoàng thẩm phán chi kiếm. Cho dù bác vẫn lôi hoàng tự mình đến chỗ này, cũng không tất bị thương rồi bổn tôn, tu vi của ngươi quá thấp, căn bản không đáng kể, phá cho ta. Khi thượng cổ ma đầu có thể cùng hưởng dương vân trí nhớ, rất rõ ràng bác vẫn lôi hoàng cùng hắn thẩm phán chi kiếm, căn bản không có để vào trong mắt. U minh ma trảo nặng nề chọc vào thẩm phán chi kiếm ở trên, quỷ trảo bị lôi đình lực tan rã rồi chút ít, nhưng mà mà lúc này, thẩm phán chi kiếm nhưng cũng bị u minh quỷ trảo trực tiếp bẻ vụn. Lâm minh ý chí cùng thẩm phán chi kiếm nối kết, sắc mặt một trận tái nhợt, lúc này trong cơ thể hắn thiêu đốt cổ phượng máu lực lượng đã mau qua tới rồi, thiêu đốt cổ phượng máu quá hao tổn chân nguyên, chỉ sợ hắn hôm nay chân nguyên thâm hậu như thế, cũng không cách nào kéo dài thiêu đốt, ban đầu cùng tư độ yêu trăng tỷ thí, cũng chỉ là thiêu đốt rồi thời gian rất ngắn. Mất đi cổ phượng máu ủng hộ, Lâm Minh càng thêm không thể nào ngăn cản này thượng cổ ma đầu. Thể lực sắp hết đến sao? Đáng tiếc, nếu như ngươi có tử điện kỳ lân thánh thể, hơn nữa có thể cùng cổ phượng thánh thể đạt tới đồng dạng trình độ, đồng thời tu vi nữa vào ba tầng mệnh vẫn, lôi định lực còn có thể đối với ta tạo thành chút ít uy hiếp, bây giờ, ngươi chẳng qua là ai dãy dụ mà thôi. Dương Vân lần nữa ra tay, chiến đấu gặp mặt kéo đến bây giờ, đơn giản là kia thượng cổ ma đầu muốn đoạt xá Lâm Minh, mà không phải giết chết Lâm Minh, nếu không Lâm Minh đã sớm chết rồi. Mắt thấy Dương Vân vọt tới, Lâm Minh trên mặt hiện lên một tia điên cuồng vẻ, hắn cắn chót lưỡi, ở đây thiêu đốt cổ phượng máu đồng thời, lần nữa phun ra rồi bổ mạng của mình máu huyết. Thay vì bị đoạt bỏ, không như thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt tánh mạng bổn nguyên, liều chết đánh cực một lần. Muốn thiêu đốt tánh mạng bổn nguyên, ngươi thân thể này đã là bổn tôn rồi làm sao có thể cho người bại hoại thời gian pháp tắc chậm ý cảnh ở đây lâm minh muốn thiêu đốt linh hồn một sát na kia hắn chỉ cảm thấy chung quanh thời gian tốc độ chảy đột nhiên trì hoãn chậm lại bao gồm hắn tánh mạng chi hỏa nhảy lên cũng chậm lại thần kinh phản ứng thần hồn ý chí toàn bộ chậm chạp phản phất chuyển không ra cổ xưa cơ giới con rối như nhau thời gian pháp tắc lâm minh một khắc kia ý thức vô cùng thanh tĩnh hắn muốn động dùng tự mình đối với thời gian ý cảnh hiểu phá vỡ này thì gian tù lung song lực lượng của hắn tương đối thượng cổ ma đầu mà nói giống như kiến càng lây cây xê xích quá xa rồi trước mắt thượng cổ ma quỷ cảnh giới thật sự rất cao đã là lâm minh khó có thể nhìn lên tồn tại kết thúc dương vân hai tay vung lên vô cùng hắc ám bao phủ xuống lâm minh cảm giác không gian phản phất động lại hóa thành thực chất mà hắn tất bị này đặt dính hắc ám bao vây căn bản không cách nào hô hấp, không cách nào tim đập. Hắc ám ý cảnh Này thượng cổ ma quỷ làm mười vạn năm trước kiêu hùng một trong, đồng thời tinh thông thời gian ý cảnh cùng hắc ám ý cảnh, cũng chính bởi vì dùng thời gian ý cảnh đến thay đổi thời gian tốc độ chảy, nó mới có thể ở đây kỳ tích chi hải trung sống quá mười vạn năm thời gian, nói riêng về thời gian ý cảnh đạt thành tựu cao, nó hơn vượt qua tạo hóa lão nhân. Lâm Minh cảm giác thân thể dần dần mất đi điều khiển, tứ chi lạnh như băng, tim đập dừng lại, đầu óc cũng chuyển không ra rồi. Hắn đem toàn bộ ý chí cũng quán chú đến tinh thần hải trung, tử thủ trong đầu cuối cùng một tia thanh minh, chờ kia thượng cổ ma đầu tiến vào trong cơ thể mình, tiến hành đoạt xá cuộc chiến. Đây là lâm minh cuối cùng lật ván cơ hội. Trận chiến này nếu như bại, liền cho tàn khói lạnh, chỉ chừa một cụ hành thi tẩu nhục trên thế gian, kia phó thân thể đem sẽ cùng lâm minh không quan hệ muốn chết thủ thức hải theo tiến hành cuối cùng đoạt xá chi tranh. Bổn tôn không sợ nói cho ngươi biết, bổn tôn thân thể vẫn còn, tu vi đã là người không cách nào hiểu cảnh giới, bổn tôn chiến linh đã đạt tới bạc trắng viên mãn, kém một bước bước vào hoàng kim chiến linh, so sánh với ngươi bạch ngân thành hình cảnh giới càng cao. Ngươi cho là ngươi có thể thắng, khác u mê. Ha 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 ha. Thượng cổ ma quỷ thanh âm rõ ràng truyền vào lâm minh trong tai, song lâm minh cũng đã nhưng mà bảo vệ chặt thức hải không hề nữa bởi vì lời của nó mà sinh ra bất kỳ ý chí dao động mị tâm thuật hắn lỗ lã một lần là đủ rồi sẽ không ăn nữa thiệt thòi lần thứ hai hắn biết rõ kia thượng cổ ma đầu gặp mặt hao phí khí lực lớn như vậy yếu đi lực lượng của mình cũng là bởi vì nó trực tiếp đoạt xá lời của không có hoàn toàn nắm chặt nó ở trong chiến đấu sẽ nói nhiều như vậy nói nhảm mà lại là vì tan trả lòng tin của mình cùng ý chí bao gồm bây giờ cũng giống như vậy mà lại thừa nhận nó thật sự từng đạt tới qua bạc trắng viên mãn chiến linh nhưng là trải qua này mười vạn năm phong ấn cùng ngủ say nó tất nhiên linh hồn tổn thương nặng nề linh hồn là ý chí vật dẫn linh hồn tổn thương ý chí tất nhiên yếu đi những thứ kia thường cổ đại năng ý chí mặc dù lưu lại có thể mười vạn năm bất hủ nhưng so với đỉnh cao lúc đã sớm không thể so sánh nổi chiến trận chiến này ta phải muốn thắng vô luận như thế nào lâm minh tâm thần vô cùng kiên nghị một khắc kia hắn trong đầu chiến linh gào thét trung động lại mơ hồ có hướng bạc trắng chút thành tựu tiến hóa khuynh hướng tiểu tử này thậm chí không hơn làm bất quá không có quan hệ đây chỉ là sẽ làm ta nhiều tiêu hao một số bổn mạng nguyên thần thôi thắng hắn là nhất định thượng cổ ma đầu tốn hao rồi nhiều như vậy tâm tư bố cục ở đây kỳ tích chi hải mà tìm cách rồi hơn ngàn năm vừa từ dương vân bắt đầu đi tới thiên diễn đại lục bố cục vài thập niên cuối cùng tuyển định Lâm Minh này một bộ thân thể, như thế chu đáo chặt chẽ kế hoạch, làm sao có thể ở đây một bước cuối cùng thất bại trong gan tắc. Thân thể cho ta. Thượng cổ ma đầu phát ra một tiếng rít gào, linh hồn chia ra làm hai, trong đó cường đại hơn cái kia bộ phận, một đầu vào rồi hỗn độn hắc ám không gian, xông vào Lâm Minh trong cơ thể. Mà để lại một phần ba linh hồn ứng biến cùng trợ giúp, mười vạn năm thời gian, nhưng này thượng cổ ma đầu nuôi dưỡng thành cẩn thận không một chút phân tâm tính cách, lưu lại một phần ba linh hồn một là điều khiển dương vân, nó không tin bất luận kẻ nào, đoạt xá là lúc, căn bản không rảnh cố kỵ cái khác, nếu như dương vân ở đây cuối cùng trước mắt trả đũa, vậy nó mà ngu ngốc rồi. Thứ nhì là để người Lâm Minh có cái gì chuẩn bị ở sau, lưu lại này bộ phận linh hồn mà lại tùy thời có thể trợ giúp. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 892 Tự tìm đường chết Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cho ta chết Xông lên vào lâm minh trong cơ thể thượng cổ ma đầu hóa thành một cái bề ngoài dữ tợn, cả người dài khắp gai xương thái cổ hung thú, bằng khó có thể tưởng tượng tốc độ nhằm phía lâm minh thức hải. Ở đây ý chí thế giới này thái cổ hung thú chạy trốn trung chuyển thiên địa, khí thế như vậy, tới địch nổi cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác vô lực. Quả nhiên là so sánh với ta đẳng cấp càng cao bạch ngân chiến linh. Lâm Minh hít sâu một hơi, con ngươi co rút lại, bảo vệ chặt thức hải, đang đợi như bảo tố như nhau đoạt xá cuộc chiến. Tiểu tử, đi tìm chết sao? Thượng cổ ma đầu đột nhiên nhảy lên, khởi xướng sinh tử tấn công, này tụ thế đã lâu một kích, đủ có thể bằng để ý chí thế giới lật núi cũng biển. Song ngay khi nó phóng lên cao trong nháy mắt đó, nhưng đột nhiên cảm giác được một cổ khổng lồ hấp lực tác dụng ở đây trên người của mình, này cổ hấp lực mênh mang, thần bí, mênh mông, mang theo một cổ không thể địch nổi, không thể phản kháng khí thế. So sánh với này cổ kinh khủng khí thế, nó mà giống như ở đây cự lòng trước mặt con kiến hôi giống nhau, không có chút nào sức phản kháng. Cái gì? Thượng cổ ma đầu đột nhiên cả kinh, nhìn lại, lại thấy ở đây nó sau lưng, xuất hiện một cái cự đại màu đen nước xoáy, này nước xoáy hiện đầy rồi cả ý chí thế giới, sau lưng phản phất hợp với thần bí đại đạo chi môn. Màu đen nước xoáy bằng một cái cực kỳ thông thả tốc độ xoay tròn nhìn, song ở đây nó xoay tròn thời điểm, nhưng phản phất nghiền nát thu nạp rồi hết thảy pháp tắc lực, bất kỳ lực lượng đối mặt nó cũng không đáng giá nhắc tới. Đối mặt này nước xoáy, giống như là ở đây đối mặt mênh mông mà mênh mang vũ trụ. Này! đây là thượng cổ ma đầu mở to hai mắt nhìn quá sợ hãi nó không còn kịp nữa làm ra cái gì suy tư tự mình vừa mới nhảy dựng lên thân thể mà giống như trong gió lốc một cây lông hồng như nhau căn bản không bị khống chế hướng màu đen nước xoáy bay đi a a a thượng cổ ma đầu phát ra hoảng sợ rít gào liều mạng chỉ muốn thoát khỏi hấp lực trói buộc song so sánh với vẻ này khổng lồ vô cùng hấp lực nó cảm giác mình quả thực giống như là ở đây bằng lực lượng của mình đối kháng cả vũ trụ dùng kiến càng lây cây không đủ để hình dung a à a à, cho ta vỡ thượng cổ ma đầu hai mắt máu đỏ linh hồn của mình thể chợt vỡ thành hai nửa một nửa da tóc hướng nước xoáy trung bay đi mà một nửa khác liền nghĩ muốn nhờ nổ tung lực lượng thoát đi này một chỗ nước xoáy chuyện cho tới bây giờ nó cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ qua một phần linh hồn làm hết sức bảo toàn linh hồn của mình lực phải biết rằng đây chính là bổn mạng của nó linh hồn, một khi tổn thất, chẳng khác nào bỏ lỡ rồi tánh mạng một phần. Căn bản không cách nào tu bổ trở về. Linh hồn xé trách thống khổ làm trên cổ ma đầu phát điên, song nhường nó hơn phát điên chính là, chỉ sợ mượn linh hồn vỡ vụn lực lượng, nó mà lại căn bản không cách nào chạy ra nước xoáy hấp dẫn, kia màu đen nước xoáy chẳng những thôn vệ nhìn linh hồn, hơn nữa tựa hồ thôn vệ rồi ý chí không gian, hết thảy cũng bị phong tỏa. Không. Thường cổ ma đầu phát ra từng tiếng phẫn nộ cùng không cam lòng đột ngột trống. Song nó thân thể cuối cùng là bị kia thông thả xoay tròn nhìn màu đen nước xoáy thôn phệ rùng, giống như mênh mông biển rộng thôn phệ rồi một luồng khói đen giống nhau, căn bản bé nhỏ không đáng kể, thôn phệ này đạo linh hồn. Màu đen nước xoáy vẫn bằng cố hữu tần số chậm rãi xoay tròn, không có phát sinh bất kỳ thay đổi. Mà từ đầu đến cuối, cố thủ tinh thần Hải Lâm Minh cũng không có đã bị nửa điểm đánh sâu vào vốn là đã làm tốt tự chiến tính toán. Thậm chí có ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị tâm tư lâm minh lúc này đã ngây dại. Hắn trơ mắt nhìn thượng cổ ma đầu giống như một cái chó điên giống nhau như nhau cùng khiếu rít gào, vừa nổi điên xong lại. Rồi sau đó bệnh tâm thần bị màu đen nước xoáy thôn vệ rồi, ngay cả bọt khí cũng không nhô ra. Khi màu đen nước xoáy chính là ma phương. Lâm Minh nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn ý chí thế giới trung ma phương nước xoáy, không cách nào ngôn ngữ hắn có loại cực độ không thành thật cảm giác, phản phất ma phương trong ẩn chứa rồi bổn nguyên pháp tắc đại đạo, song cảnh giới của mình nhưng căn bản không cách nào thăm dò bí mật của nó. Loại vật này, thậm chí gặp mặt ở lại trong cơ thể mình. Lâm Minh nhớ tới ban đầu thiên vũ thánh địa thánh nữ phát động ma pháp, hơn vạn thần vực đại năng cho tàn khói lạnh đích tình cảnh, tất cả linh hồn toàn bộ bị thu nạp đến ma phương trong. Những thứ kia thần vực đại năng có thể không phải là cái gì một chiêu chết một mảng lớn chó và mèo, bọn họ đều là thiên minh tử mộ binh khắp nơi cường giả, ma thủy đại đế chính là trong đó một thành viên. Tuy nói ma thủy đại đế ở đây thần vực không coi là cái gì nghịch thiên nhân vật, nhưng là là một đời hào kiệt, cho dù so ra kém phượng tiên con này cấp một chính là nhân vật, cũng có thể kém không nhiều lắm. Huống chi, ma đế còn không phải là bên trong mạnh nhất, cường giả có khi là, tuy nhiên nó bị ma phương một hơi đem linh hồn nuốt sạch sẽ thật là làm không đến còn dư lại mà muốn đoạt xá của mình ma đầu mặc dù không biết rốt cuộc đạt đến cái gì cảnh giới nhưng nghĩ đến nửa ngưu cũng bất quá cùng ma đế là sàn sàng như nhau trong lúc này đã coi như là đánh giá cao nó rồi trong đầu nhanh chóng xẹt qua những thứ này ý niệm trong đầu lâm minh đột nhiên tỉnh ngộ thừa dịp lúc này phải lập tức phá vỡ hắc ám lòng giam a a a bên ngoài bộ thế giới thường cổ ma đầu nhập vào thân dương vân phát ra bệnh tâm thần kêu thảm thiết nó hai phần ba linh hồn toàn bộ xông vào lâm minh trong thân thể một điểm không lưu hơn nửa linh hồn bị kia thần bí màu đen nước xoáy hấp thu sau lập tức bị xóa đi rồi tinh thần ấn ký trở thành tinh khiết trí nhớ cái loại này trong nháy mắt bị xóa đi tinh thần ấn ký thống khổ làm trên cổ ma đầu điên cuồng mà đang lúc này hắc ám lòng giam trung lâm minh đột nhiên mở hai mắt ra mất đi thường cổ ma đầu điều khiển hắc ám lòng giam trở nên yếu ớt vô cùng lâm minh đột ngột trống một tiếng đại hoàng huyết kích ngang dọc đột nhiên đem hắc ám lòng giam xé mở có két ca ngưng tụ thành thực chất hóa hắc ám giống như thủy tinh như nhau nghiền nát lâm minh giống như một đầu mảnh thú như nhau vọt ra không chút do dự cắn nát đầu lưỡi nhả ra một ngụm bổn mạng máu huyết cái này nguy cơ sinh tử thời điểm lâm minh tự nhiên sẽ không keo kiệt một điểm bổn nguyên máu huyết dù sao hắn sinh mệnh lực hòa khí máu lực tràn đầy trên người lại có đại lượng thiên tài địa bảo máu huyết lãng phí phí lực mạnh bực bội còn có thể tu bổ trở lại mạng không có kia thật là làm không đến rồi cửu thiên thần lôi phần tinh chi viêm bác môn Động giáp tà thần lực lâm minh mi mì tâm quan hoa lóe ra đem cuối cùng cổ phượng máu bốc cháy lên hắn đột ngột trống một tiếng dùng được hoàn toàn lực lượng đại hoang huyết kích trên lôi hỏa lực tương giao bộc phát ra nhất cuồng mảnh nổ tung. Quán hồng Đại hoang huyết kích kích mũi nhọn ngang mười dặm hư không, rực rỡ quang mang nhường phương viên mấy ngàn dặm trung ngàn thế giới trận mắt như manh. Mà lúc này, đã khống chế Dương Vân thân thể thượng cổ ma đầu, còn bị vây bệnh tâm thần trạng thái, chỉ sợ Dương Vân tu vi thần hải lúc đầu, lại là bác trọng mệnh vẫn, ở đây không chống cự thời điểm, mà lại không thể nào bằng vào thân thể kháng trụ 200 vạn cân lực lượng huy động dưới đại hoang huyết kích tụ nguyên võ giả thân thể thập phần yếu ớt chỉ mành treo chung hết sức dương vân bổn mạng thần hồn từ tinh thần hải trung lao ra mạnh mẽ muốn đoạt qua thân thể quyền khống chế nhưng mà mà lúc này thượng cổ ma đầu bởi vì linh hồn bị xé rách hai phần ba linh hồn ấn ký bị ma phương rửa đi đang đứng ở hoàn toàn mất khống chế trạng thái dương vân linh hồn không như thượng cổ ma đầu cường đại trong lúc nhất thời khó có thể túng lấy đáng chết dương vân muốn điên rồi Mắt thấy lâm minh đại hoang huyết kích yêu cầu rơi xuống, hắn liều lĩnh, dứt khoát thiêu đốt rồi của mình bộ phận linh hồn bổn nguyên, mạnh mẽ chiếm cứ rồi hơn phân nửa thân thể, điều phối sử dụng rồi một nửa năng lượng cùng thân thể cơ năng. Đã hoàn toàn không còn kịp nữa từ tu di giới trùng rút ra vũ khí, Dương Vân một trảo đánh về phía rồi lâm minh đại hoang huyết kích. Dương Vân không thể so với kia thượng cổ ma đầu, kia thượng cổ ma đầu vốn là chính là dùng trảo, năng lượng cường hãn có thể ngạnh kháng đại hoang huyết kích, mà Dương Vân nhưng hơn nhiên về vào sử dụng kiếm, mặc dù từ thượng cổ ma đầu nơi đó học được rồi dùng trảo công kích một số pháp môn, nhưng là vội vàng đánh ra, lại có một nửa thân thể còn bị vây điều khiển ở ngoài, làm sao có thể ngăn cản lâm minh một kích kia. a à, Dương Vân phát ra một tiếng đột ngột trống, ngay ngắn cánh tay phải bạo liệt ra, ngụm lớn học máu, thân thể giống như một cái phá vỡ bao bố như nhau bay rớt ra ngoài. Một lần công kích, tổn thất một cánh tay. Lâm Minh ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã dết đỏ cả mắt rồi, một kích đắc thủ, thế nào gặp mặt dừng, chân đạp kim bằng phá hư thân pháp, trong nháy mắt xuất hiện ở dương vân trước mắt, tay nâng kích rơi. Hủy diệt cách, tinh thần chi liên. Âm. Lâm Minh bên cạnh không gian nhất tề đột ngột vỡ, hóa thành vô số không gian mạnh nhỏ hướng dương nói cuốn tới. Dương vân tay phải cốt nhục đột ngột vỡ, máu tư lâm ly, mắt thấy lâm minh này một kích bổ tới, hắn nhưng lại chính là ngửa mặt lên trời cười dài, tốt. Tốt. Lâm lan kiếm, ngươi thật đóng chặt lại đế chi mệnh, như thế cũng không chết, mà để cho ta tới đón ngươi này một kích. Dương vân tay trái rút ra trường kiếm, kiếm phong gào thét, một kiếm nghiêng chọn, thẳng cấp thiết đại hoang huyết kích kích mũi nhọn. Âm. Cùng mảnh va chạm, nhường thiên địa thất sắc, núi cao sụp đổ, Dương Vân cùng Lâm Minh đồng thời bay rớt ra ngoài, Dương Vân tổn thương càng thêm tổn thương, mà Lâm Minh mà lại khí huyết sao động, có loại khó có thể làm kế cảm giác, thiêu đốt cổ phượng máu đến cuối, vừa thiêu đốt bổn mạng máu huyết, hư môn mặc dù có thể bổ sung sự chịu đựng, nhưng là trải qua không dậy nổi như vậy tiêu hao. Mà Dương Vân tình huống cũng không so sánh với Lâm Minh mạnh, lúc trước đã bị Lâm Minh công kích đánh cho trọng thương, hơn nữa trong đầu kia mất đi điều khiển thượng cổ ma đầu vẫn còn tả độc hữu xông lên, khiến hắn bộ phận thân thể còn không cách nào điều khiển dương vân ta nhớ lấy lâm minh nói ra những lời này để xoay người bay nhanh hắn lúc này đã là nỏ mạnh hết đà mặc dù dương vân mà lại trạng thái cực kỳ bếch bác nhưng một khi kia thượng cổ ma đầu trì hoãn tới đây tự mình mà hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi thượng cổ ma đầu biết mình trong cơ thể có một kiện có thể thôn phệ linh hồn pháp bảo mà tuyệt đối sẽ không lần thứ hai tự chui đầu vào lưới cạn nửa ra đoạt xá chuyện ngu xuẩn như thế thật sự đánh tiếp chết hơn phân nửa là tự mình huống chi còn có một không biết ở nơi đâu yêu dị thiếu niên nếu như đột nhiên xuất hiện lâm minh không có chút nào chống cự lực mặc dù rất muốn tiếp theo cơ hội này giết chết dương vân nhưng lâm minh nhưng lại không thể không đè nén xuống cái này không thực tế ý niệm trong đầu xoay người chạy trốn bằng thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ căn bản không cần vào lúc này mạo hiểm không như nhanh lên chạy ra kỳ tích thần điện bằng vào lần này ở đây kỳ tích thần điện trung tìm được cơ duyên, tìm một chỗ chỗ an toàn, vượt nó hai ba lần mệnh vẫn, lánh đời ba năm không ra. Đến lúc đó duy nhất xuất quan, tiếu ngạo thiên hạ. Mở ra kinh môn lâm minh, giống như giống như sao băng biến mất ở đây phía chân trời, mà Dương Vân lúc này người bị thương nặng, còn nửa bộ phận thân thể không bị nắm trong tay, căn bản không cách nào đuổi theo. Thất bại trong gan tất. Mắt thấy Lâm Minh biến mất, Dương Vân cắn răng nhìn một chút tinh thần hải trung điên cuồng dãy dụa, chỉ còn lại có một phần ba thực lực thượng cổ ma đầu, Dương Vân đột nhiên động yêu cầu thôn vệ đối phương ý niệm trong đầu, nhưng do dự một chút, vẫn còn nhìn xuống. Thứ nhất hắn không có nắm chắc, thứ hai đối mặt Lâm Minh cái này đại địch, hắn cũng cần một cái trợ thủ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 893. Chạy ra thăng thiên. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 893. Chạy ra thăng thiên từng bước từng bước trung thiên thế giới bị lâm minh nhanh chóng xẹt qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, chạm mặt thổi qua cương phong vô cùng mãnh liệt, thổi tới lâm minh hộ thể chân nguyên thượng cọ ra khỏi tia lửa. Lúc trước thiêu đốt cổ phượng chi huyết để cho chân nguyên hao hết, Lâm Minh phải dùng một chút linh dược tới bổ sung chân nguyên, lâm minh ban đầu cũng sưu tập không ít bổ sung thể lực đang dược cũng là thượng phẩm thượng phẩm đang dược cung cấp chân nguyên tương đối tinh khiết một chút dĩ nhiên ăn nhiều vẫn còn là dẫn vào đại lượng tạp khí đưa đến lực chiến đấu giảm xuống một hơi bay qua mười mấy thế giới trong đầu không ngừng tạo thành không gian đồ bằng vào đối không ở giữa ý cảnh hiểu lâm minh rốt cuộc tìm được kỳ tích thần điện cửa ra vào ở chỗ này cuối cùng trốn ra được lâm minh nhắc tới một ngụm chân nguyên một hơi chạy ra khỏi kỳ tích thần điện nhìn đi ra bên ngoài 8.000 dặm màu đen ao đầm hắn có loại sống sót sau tai nạn vui sướng lần này kỳ tích thần điện hành trình quả thực nguy cơ trùng trùng phải lập tức rời đi nơi này kia dáng ngoại yêu dị lắng tai thiếu niên còn có bị thượng cổ ma quỷ nhập vào thân dương vân không sai biệt lắm đều có thiên hạ đệ nhất nhân thực lực hai người bọn họ liên thủ đảo ngược thần quốc hơn nữa ta vốn là mà đắc tội với tu la thần quốc lại cùng đại giả thần quốc trở mặt hơn nữa còn không biết bọn họ lần này âm mưu còn có cái gì, nếu như bọn họ thật khống chế thiên hạ, đến lúc đó truy xét lên ta tới, cơ hồ là trên đời đều địch. Lâm Minh còn không biết yêu dị thiếu niên cùng tạo hóa lão nhân giao thủ kết quả, cũng không biết tạo hóa lão nhân thế nhưng đã thương nặng yêu dị thiếu niên, không biết kết quả để cho hắn càng thêm bất an, tiến vào tám nghìn dặm màu đen ao đầm sau, tự lập tức trốn vào cửu thiên lôi vực, ở lôi vực trong chạy như điên bay nhanh tám nghìn dặm màu đen ao đầm lâm minh đã là lần thứ ba tới đã sớm quen việc dễ làm hơn nữa hắn ăn non nửa viên lôi đình đạo quả cùng lôi đình thân hòa độ lần nữa gia tăng ở lôi vực trong không trở ngại chỉ một lát thần hắn tự chạy ra khỏi tám nghìn dặm màu đen ao đầm không chỉ như thế đi ngang qua cửu thiên lôi vực thời điểm lâm minh còn trừ không để cho tà thần ấu nha hút đầy xích kim sắc lôi quang vì đánh sâu vào tam trọng mệnh vẫn làm cuối cùng chăn đệm cách làm như thế có thể tiết kiệm không ít cực phẩm nguyên linh thạch. Tám nghìn dặm màu đen ao đầm bị tứ đại thần quốc vây đến siết sao, Lâm Minh lựa chọn yếu nhất thất tinh thần quốc phương hướng, lại là một đường chạy như điên. Bàn về tốc độ, hắn cũng chính là so sánh với yêu dị thiếu niên, dương vân, tạo hóa lão nhân những thứ này nhất lưu nhân vật chậm một chút, trừ lần đó ra, tư đồ hạo thiên cũng đuổi không kịp Lâm Minh, hơn nữa hắn sự chịu đựng cũng hết sức xuất chúng, có thể giữ vững 8 phần tốc độ kéo dài bôn tập ban ngày thời gian, thất tinh thần quốc người chỉ có thể nhìn đến trời cao có một đạo mơ hồ thanh sắc cầu vòng nhung, phá về phía chân trời, nhưng phân không rõ rốt cuộc là cái gì. Lâm Minh một hơi chạy ra khỏi thất tinh thần quốc, rồi sau đó liền dẫn thượng một linh ngọc mặt nạ, vài lần thay đổi phương hướng, chuyên chọn ít ai lui tới núi hoang đi tới, thiên diễn đại lục vô cùng rộng lớn, chỉ sợ dương vân thủ đoạn ngập trời, nghĩ phải tìm được Lâm Minh cũng cực kỳ khó khăn dùng mò kim đáy biển tới tỷ dụ không quá đáng. Mà lúc này, ở kỳ tích thần điện, yêu dị thiếu niên còn ngủ say ở thanh đồng quỷ quan trung dưỡng thương, về phần dương vân, trong cơ thể hắn thường cổ ma đầu rốt cục ở linh hồn xé rách sau một lần nữa tìm về mình, khôi phục ý thức. Đáng chết. Dết. Dết 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 dết. Lâm lan kiếm. Ta muốn đem ngươi hình thần câu diệt. A a a a. Oanh thượng cổ ma đầu đột nhiên lấy ra một trảo, nơi xa dãy núi nổ tung toái, kinh khủng năng lượng tùy ý bộc phát ra, nhất phương thế giới cũng kịch liệt trung động, phản phất không chịu nổi này thượng cổ ma đầu lửa giận, muốn bị xé nứt một loại. Dương Vân tự tại chính mình trong thức hải, thờ ơ lạnh nhạt thượng cổ ma đầu nổi điên, trên thực tế, hắn cùng với này thượng cổ ma đầu quan hệ cũng không hòa thuận, Dương Vân là một có giả tâm cùng trưởng không muốn người, kia thượng cổ ma đầu cũng giống như thế bọn họ bởi vì cùng chung lợi ích mà kết hợp ở chung một chỗ, nhưng âm thầm đề phòng lẫn nhau. Linh hồn của ta. Ta hai phần ba linh hồn. Cái này chết tiệt tiểu súc sinh, trên người hắn rốt cuộc có bảo vật gì, kia là một việc linh khí sao? Làm sao có thể? Thánh khí cũng không phải là đứng đầu pháp bảo, ở thánh khí phân thượng trung hạ tam phẩm, thượng phẩm thánh khí trên, còn có hơn đẳng cấp cao pháp bảo, rất hiển nhiên, thường phẩm thánh khí cũng không đủ lấy hình dung lâm minh trong cơ thể cái kia đạo hát sắc nước xoáy linh khí dương vân trong lòng vừa động nhưng yên lặng không nói chẳng qua là âm thầm để ý không nghi ngờ chút nào thường cổ ma đầu đoạt xá lúc bị lâm minh trong cơ thể nào đó lực lượng thần bí bị thương nặng không đúng ta căn bản cảm thụ không tới kia đồ vật thật thể kia màu đen nước xoáy giống như là thuần túy pháp tắc lực dung hợp vô tận pháp tắc thần lực căn bản không cách nào kháng cự, kia rốt cuộc là vật gì. Thượng cổ ma đầu trong ánh mắt hiện lên phần sợ hãi vẻ, cái loại này bị năng lượng cắn nuốt, giống như một kẻ con kiến hôi đối mặt cả vũ trụ cảm giác vô lực khiến nó cả đời cũng không quên được. Nhưng là sợ hãi sau, thượng cổ ma đầu trong ánh mắt vừa dâng lên nhất phân tham lam, thần bí kia đồ tự hồ là về linh hồn bảo vật, có thể trong nháy mắt xóa đi tinh thần ấn ký, đây là hắn lần đầu thấy qua năng lực, nói như vậy, tinh thần ấn ký hết sức khắc sâu, lạc ấn trong linh hồn, xâm nhập linh hồn mỗi một chỗ. Muốn xóa đi tinh thần ấn ký cũng đơn giản, lấy ý chí chiến linh có thể giết hết, nhưng là tất nhiên sẽ phá hư linh hồn. Đem linh hồn so sánh đại não, tinh thần ấn ký tự giống với xâm nhập đại não mỗi một chỗ bền bỉ tơ mỏng, nửa khéo tay đại phu, muốn đem những này tơ mỏng rút ra cũng không thương tổn đại não cũng là không thể nào. Cho nên xóa đi tinh thần ấn ký thời điểm, Tinh thần ấn ký còn không có tiêu vong, linh hồn thể bản thân trước hết không chịu nổi, cuối cùng chính là hoàn toàn nổ tung toái, hóa thành một mảnh hư vô. Thượng cổ ma đầu chưa từng nghe đã nói có thể dễ dàng xóa đi tinh thần ấn ký, nhưng nhìn lưu lại đầy đủ linh hồn thể thần vật, nếu như có thể nhận được lời của nó, có lẽ mình có thể đủ chữa trị bị hao tổn linh hồn, một lần nữa trở lại đỉnh lúc, theo nó thực lực cường đại, có lẽ có thể cải tạo thân thể, mà không phải muốn thông qua đoạt xá này một con đường kính đoạt xá thân thể chỉ sợ khá hơn nữa cũng cuối cùng không phải là của mình thậm chí đoạt xá sau bởi vì linh hồn cùng thân thể là không truyền hình hai trong một tuổi thọ cũng sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng đến lúc đó nó linh hồn tuổi thọ chung kết thân thể hay là muốn tử vong đoạt xá lợi ích duy nhất chính là từ từ thích ứng này là thân thể sau có thể vừa phải tu luyện mặc dù không phải là của mình thân thể tu luyện nhất định có khó khăn một chút vốn dĩ này thượng cổ ma đầu cường đại linh hồn cùng phong phú kinh nghiệm, từ từ tu luyện trở về mình đỉnh lúc, vẫn là có có thể. Dương Vân Mặc dù để cho Lâm Lan kiếm tiểu tử này chạy, bất quá kế hoạch, còn muốn tiếp tục áp dụng đi xuống, hay Âu Giả Hoa cũng cùng Dương Lạc Thiên này hai lão này toàn thân máu huyết tới tế luyện lực lượng của ta. Thượng cổ ma đầu vừa nói liếm liếm đôi môi, nó là linh hồn thể, tẩm bổ linh hồn thể đồ tốt nhất chính là máu huyết đây cũng là ma quan cùng ma phương trong linh hồn cũng sẽ cắn nuốt máu huyết nguyên nhân có thể dương vân mặt không đổi sắc trả lời mày cũng không nhăn chút nào ha 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 thấy dương vân phản ứng thường cổ ma đầu cười ha ha âu giả hoa cũng cũng thì thôi bọn họ đại giả thần quốc vốn là tự với các ngươi cửu đỉnh thần quốc là minh tranh ám đấu lão nhân kia tự chết thì đã chết nhưng là dương lạc thiên làm cửu đỉnh thái thượng thần hoàng tự hồ là ngươi tặng gia gia sao mặc dù ngươi còn tắm bé lúc nhận khổ nạn cùng vũ nhục, nhưng đích thân đem mình tặng da da cột lên tế đàn cũng không mặc nhăn mi mắt, ngươi thật đúng là lạnh lùng như vậy. Dương Vân là cửu đỉnh thần hoàng nhi tử, nhưng là cửu đỉnh thần hoàng cũng là Dương Lạc Thiên Cháu, hoàng thất đệ tử chẳng những bao gồm thần hoàng, thân vương đời thứ nhất, cũng bao gồm đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư một đời thần hoàng thọ nguyên sáu bảy ngàn năm thậm chí gần vạn năm, năm xưa sinh huyền tôn, huyền huyền tôn tuổi so sánh với trung niên sinh nhi tử đại một hai ngàn tuổi cũng chẳng có gì lạ, cho nên hoàng tộc tử tôn số lượng có lấy bao nhiêu đến cấp tốc độ tăng. Trưởng, hơn nữa bối phận tương đối hỗn loạn. Dương Vân mặt không chút thay đổi trả lời. Ta tặng gia gia cùng phụ thân ta đời đời con cháu không biết bao nhiêu, có lực lượng tử tôn là hoàng tử, không có lực lượng tử tôn không bằng một cái nô tài, ta nếu là không có lực lượng, đã chết như cùng một cái chó, một con gà, một tờ chiếu khỏa thân hoàng tộc bãi tha ma một chôn bọn họ vĩnh viễn không biết cũng không có hứng thú biết nếu như có thể đổi lấy cửu đỉnh thần quốc hơi chút cường đại một chút như vậy vì thế bồi hơn mấy trăm hơn ngàn con vợ kế tánh mạng bọn họ chân mày cũng sẽ không mặc nhăn hạ xuống nếu sở hữu thành viên hoàng thất ở cửu đỉnh thần quốc quốc vận tiền như thế không đáng giá nhắc tới như vậy ta nghĩ nếu như ta có thể làm cho cửu đỉnh thần quốc quân lâm thiên hạ đồng thời khôi phục mười vạn năm trước thiên diễn đại lục thịnh thế dùng cái này để cho ta tặng gia gia giao ra hắn sở sinh không nhiều. Lắm thọ nguyên, lão nhân gia ông ta cũng nên hớn hở đồng ý. Dương Vân nói này buổi nói chuyện thời điểm, giọng nói lạnh lùng lạnh lạnh, để cho kia thượng cổ ma đầu cũng bỗng nhiên một chút, nối tiếp nó kiệt kiệt cười quái dị, từ xưa vô độc bất trượng phu, rất tốt, thành đại sự người lý nên như thế. Vậy chúng ta lại bắt đầu áp dụng kế hoạch sau, đợi đến bạch yêu chữa thương xong, lập tức bắt đầu đến lúc đó, hai người liên thủ, Dương Lạc Thiên cùng Âu Giả Hoa cũng cũng chỉ là con mồi mà thôi. Bạch yêu dĩ nhiên là là kia yêu dị thiếu niên. Bàn về thực lực, Dương Lạc Thiên cùng Âu Giả Hoa cũng cũng không bằng tạo hóa lão nhân, huống chi bọn họ bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy cũng không bằng tạo hóa lão nhân ung ung, đối mặt Bạch yêu cùng Dương Vân, nghĩ muốn chạy trốn hy vọng xa vời. Lúc này, Lâm Minh đã phi động đến thất tinh thần quốc dọc theo, rồi sau đó thay hình đổi dạng che giấu thân phận, liên tục dùng mấy lần khoảng cách dài truyền tống trận, vẫn truyền ra trăm vạn dặm xa, vừa thay đổi phương hướng, phi độn ra hai mươi vạn dặm, nửa tiếng vào rừng rậm lặng được rồi một thời gian ngắn, rốt cục tìm một chỗ ít ai lui tới hoang sơn giả lĩnh, thằng mới mở đồng phủ. Chỗ này trong núi rừng đẳng cấp cao nhất thú dữ bất quá tương đương với loài người hậu thiên sơ kỳ võ giả, đối với Lâm Minh mà nói căn bản không có nửa điểm uy hiếp. Dĩ nhiên, tới đối ứng, sơn lĩnh trong linh khí hy bó vô cùng, thậm chí so sánh với thiên vận quốc đích thiên vận vũ phủ cũng kém một mảng lớn, bất quá này không sao, lâm mình có hơn 20 viên cực phẩm nguyên linh thạch, hắn muốn chính là tuyệt đối an toàn, linh khí hy bó cũng có thể chịu được. Nhất thương truyền ra trăm trường sâu đích sơn động, đã thông lòng núi, chảy ra trước sau trái phải bốn ra khỏi miệng, lại đang mỗi cái ra khỏi miệng bố trí các loại đại trận, bí mật, báo cảnh sát, phòng ngự không chỗ nào mà không bao lấy làm xong đây hết thảy sau lâm minh lúc này mới tiến vào trong đó ở trong lòng núi mở ra một cái luyện công mật thất tùy ý cắt ra một tờ giường đá lâm minh ngồi xếp bằng trên của hắn bắt đầu kiểm kê lần này kỳ tích thần điện hành trình đoạt được đông thời chuẩn bị đánh sâu vào tam trọng mệnh vẫn cầu khen chỉ cầu tấu chương khen kén tầm đơn độc chương khen vẫn là hàng đơn vị đếm quá đau khổ muốn nhìn một chút nếu như cầu chương một khen có thể có bao nhiêu phía trước chương tiết không cần khen liền từ vốn tháng nãy chương bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 894 Hậu tích bạc phát tam trọng mệnh vẫn. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngay từ lúc kỳ tích thần điện thời điểm, Lâm Minh thôn vệ lôi đình đạo quả sau, cũng đã có đánh sâu vào tam trọng mệnh vẫn năng lực, chẳng qua là kỳ tích thần điện quá nguy hiểm rồi, không thể không buông tha cho, nếu không mặc dù Lâm Minh đối chiến Dương Vân vẫn còn trăm triệu không địch lại, nhưng chạy trốn thời điểm chưa đến nổi chật vật như vậy. Kết xuất kia 12 mai lôi đình đạo quả thần thụ không biết là cái gì thái cổ dị chủng, không biết ma quan có hay không rõ ràng. Lâm Minh lần này trốn lúc đi ra, mà cho ma quan phát tin tức, nhưng nó mau trở về Nam Hải, tự mình chủ trì cự côn, toàn lực hướng Nam biển chỗ sâu bơi đi dựa theo tạo hóa lão nhân thuyết pháp, thiên diễn đại lục cùng thánh ma đại lục phân thuộc này viên ngôi sao hai đầu, chẳng qua là ở giữa cách vô cùng xa khoảng cách xa, như vậy trên lý luận nói, nếu như cự côn luôn luôn hướng nam biển chỗ sâu chuyển, trải qua cũng đủ lớn lên thời gian, thậm chí có thể tới thánh ma đại lục. Nhưng là càng đi nam hải chỗ sâu, vượt qua có thật nhiều không biết tồn tại, cự côn mặc dù lực phòng ngự kinh người, nhưng là có cực hạn, nó dù sao chẳng qua là mang theo một điểm thái cổ thánh thú huyết mạch, cùng chân chính côn bằng thần thú không có có bất kỳ có thể sánh bằng tính, nếu như ở đây Nam Hải chỗ sâu gặp phải một số không biết tồn tại, rất có thể gặp gỡ nguy hiểm, nếu có ma quan này kinh nghiệm phong phú lão gia này trấn giữ, Lâm Minh còn có thể an tâm một số. Lâm Minh đem tất cả thu hoạch cũng đặt ở trên giường đá, nhất nhất sửa sang lại. 12 lôi đình đạo quả, Lâm Minh chẳng qua là ăn non nửa viên, những thứ kia lôi đình Đường Vân đều là chí bảo. 22 mai cực phẩm nguyên linh thạch, mỗi một mai đều là thần hải đại năng làm hơi bị vung tay bảo vật. Một quả tử cực giới, nội bộ có đại lượng thẻ ngọc phê phán cung cấp, nhất là ghi lại lôi đình ý cảnh thẻ ngọc đối với Lâm Minh mà nói cực kỳ hữu dụng, trừ lần đó ra, còn nửa dược viên trung rất nhiều năm phân thượng rồi 10 vạn năm thiên địa kỳ trân, những thứ này là Lâm Minh ngày sau mở ra bát môn động giáp cậy vào. Về phần những thứ kia Khương Tử Cực lưu lại đang dược, lúc trước ở đây kỳ tích thần điện trung đi quá vội vàng, chưa kịp nhìn kỹ, lần này Lâm Minh đem những đan dược này lấy ra nữa, nhất nhất giám định, nhưng có chút tiếc nuối phát hiện, chỉ sợ những đan dược này bị đóng cửa vào một linh trong bình ngọc ngăn cách hết thảy năng lượng trôi qua, nhưng trải qua 10 vạn năm thời gian, mà lại đại đa số linh tính lớn mất, thuốc hiệu tổn hao nhiều, thậm chí có chút đã hoàn toàn vứt đi rồi. 10 vạn năm, quá lâu xa những thứ kia trồng ở đây dược viên linh thực bản thân có thể hấp thu thiên địa linh khí không ngừng trưởng thành, mà luyện chế thành đang dược chết đi vật lại không được rồi. Ở đây nhận được cực phẩm nguyên linh thạch lúc trước, Lâm Minh vẫn còn trung ngàn trong thế giới hái rồi không ít mấy ngàn năm cho tới hơn vạn năm linh dược, có tạo hóa lão nhân cho hắn huyền linh chậu hoa cũng là bảo vệ rồi không ít linh dược sinh cơ, Lâm Minh đem bọn họ hết thảy nhổ trồng đến rồi tử cực giới trong, cái này dược viên đối với Lâm Minh tầm quan trọng không thể nghi ngờ phẩm cấp cao linh dược không cần phải nói, phẩm cấp thấp linh dược cũng có thể dùng để làm ngày thường luyện. Tập Ở đây trung ngàn thế giới hái đông đảo linh dược trung trân quý nhất chính là một gốc cây toàn thân đỏ ngầu cứng cáp cây già, tên là trồng trái tim cây chừng năm vạn hàng năm phân, kết thúc ra tới trái cây thích hợp bẩn ba loại một lát một lát nhảy lên nhìn. Đây là một loại luyện thể thánh dược, không thể so với tử cực giới dược viên trung linh dược kém. Cuối cùng một vật phẩm là khương tử cực bản thân di hài, trong suốt trong sáng xương cốt bảo toàn thập phần đầy đủ, chỉ sợ kinh nghiệm 10 vạn năm thời gian cũng không có bất kỳ mục. Ở đây Khương Tử cực xương sọ chỗ mi tâm có một mai thần tinh, giống như một viên bảy màu bảo thạch giống nhau mão, tản ra huyến lệ chói mắt quang mang. Bắt đầu phá vỡ tam trọng mệnh vẫn. Lâm Minh đem vật sở hữu sửa sang lại tốt phía sau cầm lên một quả cực phẩm nguyên linh thạch. Ban đầu thích trắng cho Lâm Minh cực phẩm nguyên linh thạch chỉ có bình thường cực phẩm nguyên linh thạch một phần sáu lớn nhỏ, mất đi một số thần vận, xa không có này cái đầy đủ cực phẩm nguyên linh thạch tới thần kỳ cùng huyền diệu. Này cái cực phẩm nguyên linh thạch mặt ngoài hiện đầy rồi thần bí hoa văn, thoạt nhìn đúng là sắp xỉ vào viễn cổ hoàng trong thành hỗn độn khắc đá, mặc dù xa không như hỗn độn khắc đá tinh diệu, nhưng là vốn có có vài phần thần vận, đây chính là cực phẩm nguyên linh thạch chỗ bất phạm trong đó hàm chứa đại đạo pháp tắc, bổ nguyên năng lượng hơi thở, đó cũng là nó nhường thần hải cường giả hơi bị si mê nguyên nhân lâm minh đem kia cực phẩm nguyên linh thạch giáng tại rồi của mình mi tâm bắt đầu hấp thu nguyên linh thạch trung năng lượng bực này tình cảnh cho thần hải đại năng nhìn cũng phải lớn hơn mắng xa xỉ phải biết rằng cực phẩm nguyên linh thạch là một tòa quán mạch nguồn suối chỗ ở thậm chí có thể gia tăng một tia thần hải lúc đầu cường giả lên cấp thần hải trung kỳ hy vọng lại bị lâm minh cứ như vậy lãng phí ở nhị trọng mệnh vẫn đánh sâu vào tam trọng mệnh vẫn ở trên quả thực dày xéo chân của trời dĩ nhiên lâm minh làm như vậy cũng có lý do của mình thứ nhất hắn phá vỡ tam trọng mệnh vẫn phải cần năng lượng so với bình thường võ giả hơn rất nhiều thứ hai ai cũng sẽ không ngại trụ cột quá vững chắc lâm minh có thể vừa vỡ mệnh vẫn ngay khi ngắn ngủn một năm nhiều thời giờ bên trong đánh sâu vào tam trọng mệnh vẫn cảnh giới cũng là bởi vì trụ cột vững chắc đến mức tận cùng hữu tích bạc phát ra nguyên nhân dĩ nhiên tiến cảnh quá nhanh tổng hội có một chút tệ đoan bằng một quả cực phẩm nguyên linh thạch trung tinh khiết nguyên khí đến phá vỡ tam trọng mệnh vẫn có thể ở đây trình độ nhất định ở trên tiêu trừ những thứ này tệ đoan đạt tới lại lần nữa vững chắc căn cơ tác dụng cực phẩm nguyên linh thạch trung năng lượng nhanh chóng lưu vào lâm minh trong thân thể hơn thế đồng thời hắn thúc giục rồi tà thần trẻ cái mầm trung màu đỏ thẩm lôi quan, tuyển định thể mão bên trong 81 nơi máu chốt huyệt điên cuồng thu nạp thiên địa nguyên khí ở đây u ám trong mật thất có thể thấy rõ ràng lâm minh chỗ mi tâm cực phẩm nguyên linh thạch phân ra 81 cổ năng lượng bó buộc, mỗi một cổ cũng như to bằng ngón tay, liên lạc với lâm minh thân thể mấu chốt trong huyệt, những thứ này mấu chốt huyệt mà giống như trong đêm tối tinh đấu, loè lòe sáng lên. Cực phẩm nguyên linh thạch trung năng lượng quá tinh khiết rồi, phải nói không thể dùng tinh khiết để hình dung, mà là nhắc tới loại năng lượng đến gần vào vũ trụ năng lượng bổn nguyên, vũ trụ tạo thành chi ban đầu là một tấm hỗn độn, từ phía trên địa sơ khai, âm dương tạo thành, liền có năng lượng, lúc này năng lượng cũng chính là bổn nguyên năng lượng. Sau lại ngũ hành dần dần thành, năng lượng phân hóa, kế tiếp, những thứ này năng lượng tán lạc tại thiên địa trong lúc, tạo thành vạn vật, sinh linh, năng lượng bị pha loãng không sạch sẽ, đã xa không như vũ trụ tạo thành chi lúc đầu tinh thuần. Đó cũng là văn khắc lại vũ trụ bổn nguyên năng lượng vận mão động quỷ tích hỗn động khắc đá giá trị không thể đo lường nguyên nhân. Cực phẩm nguyên linh thạch năng lượng đến gần vũ trụ bổ nguyên năng lượng, chỉ sợ chẳng qua là thiếu thiếu một tia bổ nguyên năng lượng, cũng có thể làm cho người ta gia tăng cảm ngộ. Hút một ngụm sẽ gặp cảm thấy cả người khinh linh đang điền cũng bị tinh lọc. Như vậy hấp thu kéo dài một canh giờ thời gian, Lâm Minh đã sớm tiến vào không linh vũ ý, hoàn toàn quên mình trạng thái, hắn cảm giác thân thể của mình phản phất hoàn toàn hóa thành rồi năng lượng thể, không có nửa phần tạp chất. Bùm. Theo một tiếng vang nhỏ kia mai cực phẩm nguyên linh thạch nước ra rồi, mất đi vốn là trong suốt, biến thành một khối bình thường bạch ngọc. Mà lúc này, Lâm Minh thể mão bên trong năng lượng mà lại để dành tới cực điểm. Phá vỡ sao? Lâm Minh nhẹ nhàng nhả ra ba chữ kia, màu đỏ thẩm lôi quang từ tà thần trẻ cái mầm trung phun trào ra, phối hợp hút vào Lâm Minh thể mão bên trong cực phẩm nguyên linh thạch năng lượng, bộc phát ra. Không có trong dự đoán nổ tứ tán khuếch trương năng lượng không tiếng động thôn phệ rồi lâm minh thân thể, kinh mạch từng khúc vỡ vụn, thân thể hóa thành rất nhỏ vô cùng huyết vụ, cùng tinh thuần thiên địa nguyên khí trung dung hợp làm một. Chẳng qua là chỉ chốc lát sau, huyết vụ màu sắc cũng đã biến mất, lâm minh thân thể hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, bất quá nhưng thật ra cũng không phải là thật biến mất rồi, mà là chiếc xuất làm mắt thường nhìn không thấy tới thật nhỏ hạt, so sánh với bụi bậm còn nhỏ, phiêu đẳng ở đây trong mật thất, thừa nhận năng lượng tẩy lễ. Đây là lần thứ ba mệnh vẫn, cũng là thân thể một lần cuối cùng rèn luyện, kế tiếp bốn đến sáu lần mệnh vẫn, tương hội thiên về vào rèn luyện đang điền. Mà lần này rèn luyện, so sánh với trước hai lần càng thêm hoàn toàn. Lâm Minh trong chơi ở đây năng lượng trong hải dương, nhìn thân thể của mình biến mất, nhưng có được nhìn rõ ràng cảm giác cùng ý thức, loại này thoát khỏi thân thể, cùng năng lượng số không khoảng cách gần sát cảm giác cho hắn tăng thêm rất nhiều lĩnh ngộ, một khắc kia hắn phản phất hóa thành rồi năng lượng thái tánh mạng thời gian lưu đạo một ngày hai ngày ba ngày đầy đủ bảy ngày trôi qua những thứ kia phiêu đẳng ở đây thiên địa nguyên khí trung thật nhỏ năng lượng mới bắt đầu trầm tích ngưng kết từ nhỏ đến lớn một chút tạo thành lâm minh thân thể đầu tiên là trong suốt như ngọc xương cốt rồi sau đó nhánh nhánh huyết mạch bao trùm trên của hắn kia giữa dòng chảy nhìn như màu đỏ thủy ngân như nhau máu kế tiếp tỉ mỉ mà có lực da thịt, bao trùm lên tinh tế tỉ mỉ như gấm vóc da thịt. Nhánh nhánh da thịt hoa văn tự mình mão sông nhưng mà chảy xuôi xuống tới, như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, tràn đầy mỹ cảm, đồng thời vừa hàm chứa cùng mảnh sức bật. Rộng rãi lưng, thẳng tắp thon dài mà có lực hai chân, lông mi thật dài, đen bảo thạch như nhau ánh mắt, rất mũi cao đẹp, đau gọt như nhau khuôn mặt, lâm minh thân thể trải qua ba độ gây dựng lại, đã đạt tới hoàng mỹ ngay cả lông của hắn phát ra cũng lóe ra nhìn trong suốt quan hoa, toàn thân vô số lỗ chân lông, cũng chảy xuôi nhìn tinh thuần thiên địa nguyên khí. Thở ra không khí hương thơm như lan, trong miệng nước miếng ngọt như mật ong, toàn thân cao thấp không có lúc nào là không rõ thoải mái, là thật bụi bậm không dính, không thì tắm rửa cũng là như thế. Lâm Minh Linh thể hoàn toàn tạo thành, hắn trần truồng đứng ở hắc ám trong không gian, ánh mắt lại giống như xẹt qua bầu trời đêm thiểm điện, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Theo tay vung lên, vô số sấm lưới ngưng tụ, hóa thành một thân phiêu giật trường sa mặt lên người, tam trọng mệnh vẫn, hoàn thành. Lúc này Lâm Minh, thậm chí có loại cảm giác, nếu có người cắt đứt tay chân của mình, cũng phản phất có thể một lần nữa dài ra như nhau. Này tự nhiên chẳng qua là ảo giác, chỉ sợ thần hải cường giả cũng không có năng lực như thế, vượt mệnh vẫn lúc năng lượng pháp tắc đặc thù, ở đây không có ngoại lực quấy nhiễu dưới tình huống, thân thể chiết xuất phía sau có thể gây dựng lại, hơn nữa cũng chỉ là gây dựng lại mà thôi, sống lại nhưng là không thể nào khẩu cánh tay chặt đứt nối lại rất dễ dàng, nhưng nếu như cục tay đã đánh mất nghỉ nửa dài ra nhưng yêu cầu lớn khó khăn, hơn nữa mới dài ra cánh tay còn muốn một lần nữa rèn luyện. Nếu không sẽ trở thành võ giả nhược điểm. Bất quá, nếu như Lâm Minh có thể mở ra bát môn động giáp chi sinh môn, vậy thì thật sự có thể nhận được gãy chi sống lại năng lực, hơn nữa một lần nữa dài ra chi mão thể chẳng qua là tiêu hao Lâm Minh năng lượng trừ lần đó ra cùng vốn là chi mão thể giống nhau. Đây là luyện thể thuật đặc thù năng lực, mà truyền thuyết nếu như có thể mở ra đạo cung cửu tinh mạng thai nói cung, kia thậm chí có thể đạt tới lấy máu sống lại trình độ, chỉ cần có thể lượng không dứt, ý chí bất diệt, người nọ sẽ không phải chết, loại này đối thủ, nghĩ đánh bại rất khó, muốn giết chết khó càng thêm khó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 895 Lôi đình thứ ba ý cảnh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 895 Lôi đình thứ ba ý cảnh đột phá tam trọng mệnh vẫn sau, lâm minh nhưng không có tính toán lập tức lúc này rời đi thôi, mà là chuẩn bị tiếp tục bế quan một thời gian ngắn, đợi đến danh tiếng qua sau ra lại quan, thực lực tái tiến một bước, có càng thêm an toàn. Lâm Minh hiện tại liên tục phục dụng đan dược, thiên tài địa bảo, hấp thu cực phẩm nguyên linh thạch, tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ căn cơ nữa vững chắc, cũng cần một cái tích lũy lắng động thời gian, nếu không chỉ sẽ tạo thành phản hiệu quả, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, điều này cũng ham tu vi học cấp tốc ma đạo võ giả dễ dàng tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân. Còn có chính là Lâm Minh hiện tại tu vi tiến triển quá nhanh, hơn nữa linh thể viên mãn, trong cơ thể năng lượng quá nhiều, hắn cũng cảm giác mình linh hồn lực có chút khó có thể khống chế trong cơ thể chân nguyên. Thật ra thì Lâm Minh linh hồn lực vốn là tự rất cường đại, lại có thuật chế thuốc cùng thái nhất linh hồn quyết, ma luyện, nhưng cũng còn là như thế, cũng là bởi vì tu vi của hắn tiến triển quá là nhanh. Vừa vỡ mệnh vẫn, một năm nhiều thời giờ tự quá ba cái tiểu cảnh giới. Tỉnh tu lắng động tu vi, tự nhiên là một cái nhàm chán quá trình, thực lực tăng lên cũng có trì hoãn xuống tới, muốn một ngụm ăn mập mạp phải không thành. Lâm Minh chuẩn bị ở trong khoảng thời gian này tìm hiểu một chút ý cảnh, dung hợp trong cơ thể pháp tắc. Đáng tiếc ma phương mặc dù hấp thu kia thượng cổ ma đầu 2 phần 3 linh hồn, nhưng lại cũng không mở ra, mở ra ma phương cần cao thủ máu huyết. Lần trước mở ra ma phương là mệnh vẫn cấp cường giả, lần này tự nhiên muốn thần hải cấp cường giả. Nếu như có thể giết chết một người thần hải đại năng, liền có thể lần nữa mở ra ma phương, lâm minh đối với lúc trước bị hút vào ma phương trong thượng cổ ma đầu linh hồn rất cảm thấy hứng thú đây chính là cả thảy một phần ba linh hồn mảnh nhỏ so sánh với ma phương trong những khác linh hồn mảnh nhỏ lớn hơn hơn nữa kia thượng cổ ma đầu tinh thông hắc ám ý cảnh cùng thời gian ý cảnh thượng cổ ma đầu về này hai loại ý cảnh trí nhớ lâm minh cũng rất muốn lấy được có thể bớt đi hắn rất nhiều khổ công ít đi rất nhiều đường quanh co ta hiện tại dễ dàng nhất giết thần hải cường giả chính là họ tôn trung niên nhân ta ở trong cơ thể hắn gieo xuống chiến linh ấn ký hiện tại cũng có thể cảm nhận được đối phương vị trí đã ra khỏi kỳ tích thần điện bất quá ta hiện tại mặc dù phá tam trọng mệnh vẫn thực lực tái tiến một bước nhưng cũng bất quá là có thể đánh bại hắn nghĩ muốn giết hắn nhưng không dễ dàng hơn nữa nếu như dương vân đã khống chế cục diện có thể khắp thiên hạ truy nã ta mà kia họ tôn chỉ cần không ngốc sẽ đem trong cơ thể truy tung ấn ký chuyện tình nói cho Dương Vân, tìm kiếm Dương Vân che chở. Cứ như vậy ta đi giết họ tôn thì ngược lại tự chui đầu vào lưới. Lâm Minh lắc đầu, vứt bỏ cái ý nghĩ này, cùng để ý, cùng họ tôn trung niên nhân thực lực kém không nhiều lắm tư đồ giao hy cùng tư đồ bá nam cũng bị loại bỏ bên ngoài, những người này phiền toái cũng không thể tìm, ít nhất hiện tại không thể. Như vậy còn có một cùng Lâm Minh có cựu oán thần hải đại năng, nói chuẩn xác đối phương không phải là thần hải cường giả. Mà là tương đương với thần hải cường giả ma đế, cũng chính là huyết sát nguyên nguyên chủ. Huyết sát nguyên nguyên chủ xuất thân cự ma tộc, tu luyện thể hệ bất đồng, cự ma tộc võ giả ở ma tướng, ma vương giai đoạn thời điểm. Bởi vì thân thể tố chất tốt hơn cho loại người, trong cơ thể dung nạp năng lượng nhiều hơn, thực lực có vượt qua đồng cấp đích nhân loại võ giả. Nhưng là loài người ở thành tựu thần hải lúc trước, nhưng có ngay cả độ ngũ lục trọng mệnh vẫn. Thân thể rèn luyện thành linh thể, lúc này loài người cùng cự ma chênh lệch cũng sẽ bị sang bằng. Nếu như loài người có thể độ thất trọng mệnh vẫn, rồi sau đó thành tựu thần hải, thực lực thậm chí có thể vượt qua cự ma tộc ma đế, bác trọng mệnh vẫn tựu càng không cần phải nói, ban đầu Lâm Minh nhìn bác vẫn chiến đế lưu lại chiến tranh trận bàn, chính là bác vẫn chiến đế còn không có thành thần hải thời điểm, cùng mấy ma tộc chuẩn đế chiến đấu, một chiêu dây giết một người, giống như chém dưa thái rau lấy cái kia lúc thực lực chỉ sợ đối mặt chân chính ma đế cũng có thể chính diện đánh một trận cho nên đối với huyết sát nguyên nguyên chủ thực lực lâm minh cũng không thế nào lo lắng đoán chừng cũng chính là tương đương với lục trọng mệnh vẫn thành đế thần hải trung kỳ cường giả ba động sẽ không quá lớn dĩ nhiên lâm minh hiện tại không thể nào đánh thắng được huyết sát nguyên nguyên chủ nhưng đừng quên còn có đế giả chi lộ lấy lâm minh thực lực bây giờ đã có lực lượng đủ mức quá để giả chi lộ qua để giả chi lộ nhận được thiên ma võ ý tam đại lực trường trung mạnh nhất đế tôn lực trường thực lực vừa có tiêu thăng một cái bậc thang đến lúc đó hẳn là có đầy đủ tư chất vốn đối mặt huyết sát nguyên nguyên chủ nếu như có thể giết chết huyết sát nguyên nguyên chủ là có thể lần nữa mở ra ma phương đạt được kia thượng cổ ma đầu trí nhớ đến lúc đó hiểu được này thượng cổ ma đầu lai lịch có thể nói biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng lâm minh đem hết thảy cũng tính toán hảo hảo thực lực của hắn tốc độ tiến bộ chính là hắn lớn nhất tư chất vốn lâm minh lấy ra khương tử cực lưu lại lôi đình ngọc giảng bắt đầu tìm hiểu lôi đình ý cảnh lôi đình đệ nhất trọng ý cảnh vì tử chi lực thứ hai trọng ý cảnh vì sinh chi lực tử chi lực không cần phải nói lôi điện có thể đốt trọi thân thể con người hủy diệt xâm lâm dết hết sinh cơ mà sinh chi lực thì là bởi vì lôi điện lại có thể rèn luyện thân thể tôi luyện thần hồn, thậm chí ở thời xa xưa thay thế, lôi đình cùng đại dương, đại khí cùng nhau dựng dục sinh mệnh. Này lưỡng trọng ý cảnh, Lâm Minh đã từ bác vẫn lôi hoàng nơi đó tìm hiểu đến một chút, dĩ nhiên bác vẫn lôi hoàn toàn bộ dựa vào chính mình lục lọi, tìm hiểu ra tới ý cảnh tự nhiên có tì vết nào, còn muốn đến tiếp sau hoàn thiện, những thứ này Lâm Minh cũng không vội. Hắn cảm thấy hứng thú chính là lôi đình thứ ba trọng ý cảnh, cực tốc kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi bảy thứ năng lượng, trong đó phong hệ lấy tốc độ nổi tiếng, đại danh đỉnh đỉnh kim bằng phá hư, cũng là ẩn chứa phong hệ pháp tắc. Nhưng là gió cũng không phải nhanh nhất, nhanh nhất chính là lôi. Lôi điện lực, một cái nháy mắt thời gian xuyên qua mấy mười vạn dặm khoảng cách, chỉ sợ từ thiên diễn đại lục bay đến thánh ma đại lục, cũng chỉ muốn một nén nhang công phu, loại tốc độ này, có thể nói thế gian cực hạn. Dĩ nhiên, Võ giả bản thân không thể nào đạt tới loại tốc độ này, chỉ có thể thông qua tìm hiểu trong đó đắc ý cảnh pháp tắc, dung nhập vào thân pháp của mình trong, đạt tới tấn như ti chấp cảnh giới. Mở ra kinh môn, vận chuyển kim bằng phá hư thân pháp, nửa dung nhập vào lôi đình ý cảnh, tốc độ có đạt tới loại trình độ nào? Không cách nào tưởng tượng. Từ Huyền Lôi Quan ảnh, đây là một bộ không cần tử điện kỳ lân huyết mạch là có thể tu luyện lôi hệ thân pháp. Huyền lôi quan ảnh A nói chuẩn xác không phải là một bộ thân pháp, mà là một bộ phụ trợ bí pháp, hái thế gian các loại thần lôi, hóa thành vô số lôi ti, rồi sau đó lấy những thứ này lôi ti vì tài liệu, ngưng tụ ra 12 đạo bổn mạng lôi phù, những thứ này lôi phù có thể hóa thành vô hình lôi đình lực dung nhập vào toàn thân, đưa đến đề cao thật lớn võ giả tốc độ tác dụng. Này, huyền lôi quan ảnh, cũng là thích hợp nhất ta, nếu không nếu như là thân pháp vũ kỹ lời của ngược lại không thể cùng kim bằng phá hư liên dùng, có này 12 đạo bổn mạng lôi phù, ta nhưng lấy tiếp tục thi triển kim bằng phá hư đồng thời, mượn lôi phù tăng tốc. Lâm Minh đem huyền lôi quan ảnh ngọc giảng giáng tại mi tâm, ghi nhớ trong đó sở hữu nội dung, cẩn thận tìm hiểu trong đó đắc ý cảnh pháp tắc, muốn tìm hiểu một loại mới ý cảnh vô cùng khó khăn, huống chi đây là lôi hệ thứ ba trọng ý cảnh, khó khăn so sánh với trước lưỡng trọng cao hơn một cái cấp bậc chỉ sợ lâm minh ở tà thần ấu nha phụ trợ dưới cũng có loại cất bước duy gian cảm giác. Hắn đắm chìm ở không linh võ ý trong, quên mất thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Bảy ngày thời gian cứ như vậy đã qua, mỗi lần Lâm Minh tìm hiểu đến tâm thần mỏi mệt thời điểm, hắn cũng có thể cảm nhận được trên cổ tay thánh khí oãn luân truyền đến trận trận mát mẻ cảm, phản phất thể hồ quán đính, linh hồn cũng nhận lấy rửa một loại, mỗi lần một khắc kia thời điểm, Lâm Minh cũng sẽ bắt đến trong phút chốc linh cảm tìm kiếm được mới cảm ngộ phương hướng bảy ngày mười ngày mười lăm ngày lâm minh thủy chung đắm chìm ở không linh võ ý trong thời gian dài tìm hiểu đầu của hắn chẳng những không hỗn độn ngược lại cảm giác trở nên càng thêm sắc bén đầu óc càng thêm rõ ràng suy nghĩ cũng nhanh nhẹn rất nhiều này đương nhiên là thánh khí oản luân công lao này oản luân mặc dù không có cái gì lực công kích cùng lực phòng ngự cũng là tu luyện người bảo bối mãi cho đến ngày thứ hai mươi lôi hệ cực tốc ý cảnh, rốt cục từ từ ở Lâm Minh trong đầu tạo thành đường viền. 20 ngày đụng chạm đến cực tốc ý cảnh dọc theo, loại tốc độ này, truyền đi đủ để cho thần vực thiên tài kinh hải, Lâm Minh có thể làm được đây hết thảy, thánh khí oản luân phụ trợ là một phần, là tối trọng yếu, vẫn còn là cậy vào trong cơ thể hắn tà thần ấu nha. Dung hợp hết thảy lôi hỏa chi lực tà thần ấu nha, hơn nửa độ mệnh vẫn sau Lâm Minh hoàn toàn lôi linh chi thể, khiến cho hắn cảm ngộ lên bất kỳ lôi hệ pháp tắc, cũng như hữu thần giúp. Hiện tại Lâm Minh, tự giống như lôi điện con trai. Ngày thứ 21, tỉnh tọa trong Lâm Minh đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như rực sáng lôi đình một loại ở bóng tối không gian lóe lên, hắn chỗ sâu tay phải ngón trỏ, tà thần ấu nha trong tử giao thần lôi, diệt huyết tà lôi, huyễn diệt mộng quan, cửu thiên thần lôi chờ một chút nhiều loại lôi đình lực tụ tập ở đầu ngón tay, hình dạng thành đạo đạo lôi ti, màu tím, hồng, tử kim sắc, đủ loại. Lâm Minh tâm niệm vừa động, lại là một đạo xích kim sắc lôi ti từ tà thần ấu nha trung lao ra, đạo này xích kim sắc lôi ti tự nhiên là Lâm Minh hái từ cửu thiên lôi vực thần lôi, Lâm Minh này mấy lần độ mệnh vẫn đều dựa vào nó, tam trọng mệnh vẫn sau, loại này xích kim sắc lôi quang vẫn còn dư lại một điểm, cũng bị Lâm Minh điều dùng đến. Năm loại lôi quang nơi tay, Lâm Minh liên tiếp đánh ra mấy trăm loại ấn bí quyết, bởi vì động tác của hắn quá nhanh, hai tay cùng ngón tay cũng tạo thành giày tàn ảnh thoạt nhìn tầng tầng lớp lớp làm cho người ta hoa cả mắt mấy trăm đạo lôi ti điên cuồng xoay tròn ở trên bầu trời ngưng tụ thành từng cái từng cái hư ảo mà thần bí ký hiệu này có chút tương tự minh văn thuật lấy lâm minh thực lực bây giờ vẽ ra tới có thể nói là quen việc dễ làm lôi đình độn phù thành bá một đạo dung hợp các loại màu sắc lôi ti lôi phù ra hiện tại giữa không trung kim lóng lánh làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Không có thực thể lôi đình, theo dệt thành lôi phù sau hẳn là như các màu kim khí chế tạo mà thành, cầm trong tay nhưng có loại dày cộng nặng nề cảm. Đây là năng lượng cao độ ngưng tụ sau sẽ có hiện tượng, năng lượng cùng sức nặng vốn là nhất thể. Thu Lâm Minh tay phải vung, này cái lôi đình độn phù tự sáp nhập vào hắn đùi phải trong, biến mất không thấy gì nữa, nội thì thân thể, lại phát hiện lôi phù đã sớm hóa thành vô hình năng lượng pháp tắc, cùng thân thể dung hợp làm một đây chỉ là lôi phù sơ cấp nhất hình thái ngày sau lâm minh còn có thể hái các loại thần lôi tế luyện nó hoàn thiện nó để cho tốc độ nhắc tới cao hơn mà hắn cực tốc ý cảnh cũng chỉ là mới vừa tiếp xúc đến cánh cửa muốn tinh thông cho tới viên mãn nhưng cần một đoạn rất dài con đường muốn đi bất quá những thứ này ngược lại sẽ để cho lâm minh càng thêm hưng phấn hắn không sợ đường xá khó khăn chỉ sợ tiền cảnh không đủ thật xa này huyền lôi quan ảnh hay bí pháp tăng lên không gian khổng lồ, ngày sau lâm minh tốc độ chỉ biết càng lúc càng nhanh, thậm chí đến cuối cùng, hoàn toàn tìm hiểu cực tốc ý cảnh sau, chỉ sợ không cần bí pháp, cũng có thể đạt tới tấn như ti chớp, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm trình độ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 896 Truy sát lệnh bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chương 896 truy sát lệnh vẽ hoàng tờ thứ nhất lôi đình độn phù sau lâm minh bào chế đúng cách còn lại 11 một chương lôi đình độn phù theo thứ tự thành hình toàn bộ thu vào trong thân thể huyền lôi quan ảnh chính thức tu thành lôi đình pháp tắc cực tốc ý cảnh thật là huyền diệu có một chiêu này phối hợp kinh môn cùng kim bằng phá hư mặc dù ta hiện tại gặp phải âu giả hoa cũng cùng dương lạc thiên liên thủ cũng có thể dễ dàng toàn thân trở lui, bất quá nếu là gặp phải kia yêu dị thiếu niên cùng bị thượng cổ ma đầu phủ thân dương vân lợi của, nhưng còn không có chạy trốn nắm chặt. Âu giả hoa cũng cùng dương lạc thiên cũng là đúng thiên hạ đệ nhất nhân thực lực, tạo hóa lão nhân so sánh với hai người này mạnh một chút, nhưng vẫn là đánh không lại hai người liên thủ, nói cho cùng, tạo hóa lão nhân cũng là đúng thiên hạ đệ nhất nhân thực lực. Mà yêu dị thiếu niên cùng bị thượng cổ ma đầu phủ thân dương vân, nhưng chính thức có được thiên hạ đệ nhất nhân thực lực, nếu như ban đầu tạo hóa lão nhân không phải là có lưu tuyệt mệnh thiên châu như vậy bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, tất nhiên hao tổn ở yêu dị thiếu niên trong tay. Lâm Minh nghĩ như vậy, hắn không biết là Âu Giả Hoa cũng cùng Dương Lạc Thiên lúc này đã cách cái chết không xa. Ở một chỗ hoàn toàn u ám thần cung bên trong, hơn 20 thần hải cường giả đứng ở trong đại điện, các sắc mặt tái nhợt, đầu đổ mồ hôi lạnh. Ở trước mặt bọn họ, Ngồi hai người, thủ tòa thượng là một bạch y thanh niên, hắn Kim Đao Kỵ binh ngồi ở màu đen vương tọa thượng, cả người một cách tự nhiên tản mát ra một thân bức nhân khí thế, để cho bao phủ ở khí thế kia chi trong thần hải cường giả tâm như hến. Này bạch y thanh niên chính là Dương Vân. Mà ở Dương Vân hà thủ bên, ngồi một cái yêu dị thiếu niên, trên mặt treo tà tà nụ cười, thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi bộ dạng, chính là Bạch Yêu. Năm đó ở kỳ tích chi hải bạch yêu là kia thượng cổ ma đầu tiểu đệ, hiện tại thượng cổ ma đầu phủ thân ở Dương Vân trên người, bạch yêu tự nhiên cũng có nhượng xuất thủ tọa vội tới Dương Vân. Hai người này khí thế, là để cho phía dưới hơn 20 thần hải cường giả sợ một trong những nguyên nhân. Nhưng lại không phải nguyên nhân chủ yếu, hơn để cho bọn họ bị làm cho sợ đến đầu đầy mồ hôi lạnh, tâm thần run rẩy chính là, ở Dương Vân đích lưng sau, có hai cái hàng thiết hình chống, mỗi cái hình chống đều có ba người cao bao nhiêu, hình chống toàn thân đen nhánh không ánh sáng, thậm chí có loan lỗ tú tích, xem ra giống như là máu tươi khô khốc ở phía trên lưu lại màu đỏ sậm ban điểm. Hình chống chủ thể giống như là một cây thô to địa phương trụ một loại. Phía trên quay quanh xiền xích thành công người khác chân như vậy thô, trừ lần đó ra, còn có giữ tận bén nhọn thiết đâm, móc câu, mỗi một cái cũng sát cơ bức người, phản phất phía trên đóng đinh quá vô tận ác ma. Lúc này, ở nơi này hai cái hình trên kệ, chia ra trói một cái lão giả, hai cái lão người cũng là người mặc tử kim long bào, chẳng qua là hiện tại kia hai kiện tổng thể một chút cũng không có đến thiên tài địa bảo luyện chế ra tử kim long bào đã tổn hại không chịu nổi, đã sớm mất đi hoàng giả uy nghiêm. Tám cái nhìn thấy mà giật mình thiết câu đâm vào hai cái lão người xương tỳ bà cùng hai vai xương quai xanh, đem thân thể của bọn họ giống như chó chết một loại treo, trừ lần đó ra. Các loại thiết đâm cắm vào hai gã lão giả quanh thân trọng yếu khiếu huyệt, ngăn lại toàn thân của bọn hắn năng lượng, những thứ kia xiền xích phản phất là sống một loại, cuốn ở hai gã lão giả trên người. Múc vào ra dọc dọc máu huyết, máu huyết dọc theo xiền xích lưu động, cuối cùng hội tụ đến một cái bạch cốt trong thùng, rót thành màu đỏ sậm một ít than. Này hai cái lão người chính là đã từng quát tháo thiên diễn đại lục mấy ngàn năm. Dậm chân một cái tứ đại thần quốc cũng muốn hơi bị rung chuyển nhân vật phong vân, Âu Giả Hoa cũng cùng Dương Lạc Thiên, bọn họ xây dựng ảnh hưởng, trong tay trưởng khống thế lực, hơn nữa bọn họ bản thân đúng thiên hạ đệ nhất nhân thực lực. Không khỏi làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí ngay cả thần hải cường giả mặt đối với bọn họ lúc cũng nâm nớp lo sợ, cho dù là tư đồ hạo thiên chi lưu, cũng có trong lòng kiên kỵ. Nhưng là chính là như vậy hai cái thiên diễn đại lục chúa tể, đứng ở kim tự tháp đứng đầu nhất nhân vật, hôm nay nhưng giống như trên chợ bán ra thịt heo một loại giác hình trên kệ, mặt như tiều tụy thần sắc cho tàn, hai mắt vô thần, theo đại lượng bổn nguyên máu huyết bị rút ra, bọn họ sinh mệnh chi hỏa đã yếu ớt không chịu nổi, phản phất bất cứ lúc nào có dập tắt một loại. Mà làm ra đây hết thảy người, chính là ngồi lên dương vân cùng yêu dị thiếu niên. Này để cho bọn họ như thế nào sẽ không câm như hến, cho dù là tư đồ hạo thiên loại này nhân vật, mặc đối với hai người bọn họ, nếu như phản kháng lời của cũng sẽ bị trực tiếp miễu sát, không có chút nào huyền niệm. Lúc này, Tư đồ hạo thiên quả thật cũng ở đây hơn 20 thần hải cường giả trong đội ngũ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dương Vân có giấu được sâu như vậy, đây quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hắn cho là Dương Vân là một nhân vật, nhưng không có chân chính để vào trong mắt, cho dù hắn nửa thiên tài, cũng nhiều nhất nhiều nhất trở thành người tiếp theo Dương Lạc Thiên, hơn nữa còn là một hai ngàn năm sau chuyện tình, không có gì hay lo lắng, nhưng là ai có thể ngờ tới, hôm Này, Dương Lạc Thiên, Dương Vân tặng tổ phụ, đã bị hắn cấm ở toàn thân Tu Vi, đính tại hình trên kệ lấy ra máu huyết. Vốn là tư đồ hạo thiên kiên kỵ chẳng qua là Lâm Minh, nhưng là cùng hiện tại Dương Vân so sánh với, Lâm Minh tự ảm nhiên thất sắc, không đáng kể chút nào. Trừ tư đồ hạo thiên ở ngoài, còn có một người sắc mặt nhất hôi bại, hắn chính là hiện giữ cửu đỉnh thần hoàng, cũng là Dương Vân cha ruột, Dương Tiêu Hà. Hắn nhìn vương tọa thượng Dương Vân, không thể tin tưởng hết thảy trước mắt thật sự mặc dù hắn sớm cũng biết Dương Vân giấu rất sâu, cũng loáng thoáng biết Dương Vân đạt được một cuộc đại cơ duyên, nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, quả thực như giống như nằm mơ. Trầm mặt Trong đại sảnh một mảnh trầm mặt, không có một người mở miệng nói chuyện, chỉ có bạch cốt trong thùng máu huyết tích lạc thanh âm, lạch cạch, lạch cạch, rơi vào trong tai vô cùng rõ ràng, đó là Âu Giả Hoa cũng cùng Dương Lạc Thiên máu huyết. Phụ thân Người đang ở đâu? Dương Vân đột nhiên ngẩng đầu, cười mà như không cười nhìn Dương Tiêu Hà. Dương Tiêu Hà nhân vật bậc nào, mặc dù hắn mới vừa thừa kế thần hoàng ngôi vị hoàng đế chưa đầy 500 năm, còn không có chúa tể thiên hạ khí thế, nhưng trong coi thiên diễn đại lục đệ nhất thần quốc bình thời các hạng sự nghi, cũng đã trải qua rất nhiều đại trang diện, nhưng là hiện tại, nhưng bởi vì là một người người mà tâm thần run rẩy, người này còn là con của mình, thật sự là Dương Vân cho hắn lực đánh vào quá lớn. Ngươi, ngươi nghiệt tử, ngươi. Ngươi lại muốn giết chính là ngươi tặng tổ phụ. Quả thực là thiên địa không tha. Dương Tiêu Hà mặc dù nói được thanh sắc đều lệ, nhưng là cho dù ai cũng nghe được, hắn không có nửa phần sức mạnh, chẳng qua là ngoài mạnh trong yếu thôi, đây chính là thực lực cùng khí thế mang đến áp chế. Hừ, thiên địa không tha. Phụ giết tử chính là thuận theo lý pháp, tử giết cha liền thiên địa không tha. Dương Vân đuôi lông mày vén lên, vẻ mặt chăm chọc vẻ dương tiêu hà ngươi nếu là hiện tại liền đối với ta xuất thủ mà không phải ở chỗ này nói nói nhảm lời của ta còn có thể mời ngươi mấy phần đáng tiếc ngươi đang ở đây sợ sợ cũng thì thôi còn muốn mới vừa rồi kia phen nói nhảm để che giấu trong lòng mình sợ hãi duy trì ngươi vậy cũng bi mà dối trá mặt mũi ngươi thật là làm cho người thất vọng dương vân một phen chữ chữ dết tâm chăm chăm thấy máu đâm thẳng dương tiêu hà trong lòng yếu ớt nhất địa phương chính xác, hắn đúng là sợ, hắn không dám thật phản kháng Dương Vân, Dương Vân cũng dám làm trò thiên hạ hào kiệt trước mặt như thế đối đã Dương Lạc Thiên, như vậy giết hắn cũng tất như tàn sát gà làm thịt chó, một ít điểm buồn cười tình phụ tử ở hiện tại tự chỉ là chăm chọc thôi. Bị Dương Vân một câu nói toạt, Dương Tiêu Hà sắc mặt trắng bệch, đầu ngón tay cũng đang run rẩy, nhưng là hết lần này tới lần khác, đối mặt Dương Vân hắn cái gì cũng không thể làm, thật vì tranh giành một hơi đi chiến Dương Vân kia kết quả có thể nghĩ, tất nhiên ở trên thực lực lại bị Dương Vân nhục nhã một lần, thảm bại người kế nhiệm chỗ hắn đưa. Mà thôi Dương Vân tàn nhẫn, hắn như thế nào lại nương tay. Một khắc kia, Dương Tiêu Hà cảm nhận được chưa bao giờ có khuất nhục, làm trò thiên hạ hào kiệt trước mặt, hắn đường đường đệ nhất thiên hạ thần quốc thần hoàng, bị con của mình nói ba xạo bước đến loại trình độ này nhưng chỉ có thể nén giận, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi! Ngươi! Dương Tiêu Hà nắm chặt hai đấm, móng tay thật sâu khấu trừ vào trong thịt, máu tươi chậm rãi chảy ra, một khắc kia, hắn cảm giác mình vũ đạo chi tâm đều ở buông lỏng, hẳn là có phá toái khuynh hướng. Ngươi thật không xứng thần hoàng hai chữ. Dương Vân lắc đầu, giọng nói có chút khinh thường, anh hùng có hai loại, loại thứ nhất hung hãn không sợ chết, vì danh lễ, có thể thượng đao sơn, xuống vạt dầu, hy sinh vì nghĩa, sát nhân thành nhân. Người như thế ta khâm phục loại thứ hai có được giảng được người mang cừu hận cũng có thể bị chỗ kín chuyện nhục nhã ăn heo chó chi thực nhẫn thiên hạ chi không thể nhẫn nhịn rồi sau đó vì thiên hạ chi không thể hơi bị chuyện người như thế giống như trước đáng giá khâm phục dương vân chậm rãi nói ra lời nói này có rất ít người biết hắn chính là loại thứ hai người mà hắn đã từng thừa nhận cái kia chút ít khuất nhục ngay cả dương lạc thiên cũng không rõ ràng lắm dương vân người rốt cuộc muốn thế nào mắt thấy Dương Tiêu Hà bị Dương Vân bước đến không đường có thể đi, tư đồ hạo thiên đột nhiên bước ra một bước, trực diện Dương Vân. Quyết định một cái thần quốc lực lượng mạnh yếu cũng không phải là thần hải cường giả tổng số, mà là thần hải cường giả trung mạnh nhất người nọ thực lực, bởi vì, bất đồng thần hải cường giả trong lúc thực lực sai biệt thật sự quá lớn, giống như tư đồ giao hy, tư đồ bá năm người như vậy, ở Dương Vân trước mặt căn bản không đáng kể, huống chi hơn nữa cái kia yêu dị thiếu niên, hai người liên thủ, thiên hạ vô địch, bọn họ đã có chúa tể thiên diễn đại lục tư chất vốn, tư đồ hạo thiên phải thừa. Nhận. Dương Vân ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi vào tư đồ hạo thiên trên người, mỗi chữ rõ ràng nói. Từ hiện tại lên, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Tứ đại thần quốc có thể giữ vững lúc đầu biên giới, khắp nơi thế lực ta cũng sẽ không diễn kịch, nhưng mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của ta, người vi phạm giết không tha. Dương Vân nói xong, một cổ vô hình lực trường bộc phát ra, chiến linh ngưng tụ thành hơn 20 đạo truy tung ấn ký chủng tại tại chỗ sở hữu thần hải cường giả trong cơ thể. Thường cổ ma đầu thân thể còn đang lúc chiến linh cảnh giới so sánh với lâm minh còn cao, đạt đến bạch ngân viên mãn, gieo xuống chiến linh ấn ký dĩ nhiên không nói chơi. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Truy tung ấn ký, chẳng lẽ ta có cho các ngươi chạy không được? Dương Vân cười lạnh, một câu nói nói ra, để ở tràn võ giả tâm như chết hôi, này một cái ấn ký lạc ấn xuống tới, bọn họ thật vĩnh làm đầy tớ, một khi phản kháng dương vân, cho dù thiên nhai hải giác cũng sẽ bị đuổi giết đến chết. Cho dù là bọn họ hơn 20 người liên hợp lại phản kháng dương vân cũng là vô dụng. Hiện tại, ta phát ra điều thứ nhất ra lệnh, mọi người, đuổi bắt lâm lan kiếm, tra được hắn tung tích người không nên vọng tự động thủ, báo cho ta cũng đủ, ta nhưng lấy ban thưởng ngươi vĩnh cửu tự do, đồng thời ban thưởng ngươi thần vực công pháp cùng thần vực linh đan. Đuổi giết lâm lan kiếm. Mệnh lệnh này vừa ra, toàn trường võ giả cũng là nuốt từng ngụm nước bọt, không nghĩ tới điều thứ nhất ra lệnh là cái này. Không người nào nguyện ý bị người chế trụ, có thể trùng hoạch tự do, đồng thời nhận được thần vực công pháp cùng thần vực linh đan lời của, đúng là thật lớn hấp dẫn. Cầu khen, chỉ cầu tháng này khen, khen vốn tháng đổi mới chương tiết cũng đủ, phía trước không cần, cũng chính là từ 893 chương bắt đầu, cảm ơn, khác cảm tạ phồn hoa như mộng tự như tiếng vạn phần thưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 897 Mục tiêu đế giả chi lộ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 897 Mục tiêu, để giả chi lộ thiên diễn đại lục quá mức trọng lớn, mặc dù cái kia thượng cổ ma đầu thủ đoạn thông thiên cũng không có biện pháp tìm khắp thiên diễn đại lục từng cái nơi hẻo lánh, huống chi lâm minh hay vẫn là trốn ở trong lòng núi, bế quan không xuất ra. đối với lâm minh truy nã một mực tiếp tục lấy, thẳng đến một năm về sau. rầm rầm rầm. tại khoảng cách tứ đại thần quốc hơn một trăm vạn dặm một chỗ hoang tàn vắng vẻ rừng sâu núi thẳm bên trong, một tòa núi lớn đột nhiên rung động lắc lư đứng dậy phản phất địa chấn một loại, mấy hơi về sau, ngọn núi lớn này đột nhiên nổ tung, tùy ý lôi quan thiểm diệu thiên tế. Một người mặc áo trắng, tóc dài rủ xuống đến thắt lưng thanh niên theo trong lòng núi lao ra. Thanh niên ánh mắt sắc bén, thoạt nhìn bất quá 19-20 niên kỷ, người này dĩ nhiên là là Lâm Minh rồi. Cái này đã qua một năm, Lâm Minh một mực bế quan khổ tu, tuy nhiên tu vi không có tăng trưởng quá nhiều, nhưng trụ cột càng thêm vững chắc táo bạo chân nguyên lắng động xuống, cũng tiêu trừ phía trước Lâm Minh bởi vì tu vi đột nhiên tăng mạnh mà xuất hiện một ít tai hại. Thực tế Lâm Minh đối với thời gian, không gian, lôi đình tam đại ý cảnh lý giải càng tiến một bước, trong đó lôi đình ý cảnh tiến bộ lớn nhất. 12 miếng lôi đình đạo quả, Lâm Minh hoàn toàn cho ăn hết một quả, mà này cái đạo quả bên trên lôi hệ pháp tắc đường vân cũng bị Lâm Minh tìm hiểu thấu triệt. Ta bế quan một năm thời gian, Tu Vi tuy nhiên còn dừng lại tại tam trọng mệnh vẫn đỉnh phong, nhưng là thực lực tiến bộ gần gấp đôi, hiện tại để cho ta đối mặt trong họ tôn kia năm người, hoàn toàn có thể đem chi đánh chết. Lâm Minh còn thật sự là muốn đem người này tiêu diệt, dùng máu tươi của hắn mở ra ma phương, nhưng nhưng vẫn là ngăn chặn ý nghĩ này. Hiện tại ta tự đi thánh ma đại lục, ta cũng muốn chiếu cố cái này huyết sát nguyên nguyên chủ. Lâm Minh ý niệm khẽ động, cũng không cần thần hành thuyền, triển khai tốc độ cực hạn, bảo táp đi ra ngoài. 12 đạo lôi đình độn phù tại Lâm Minh trong cơ thể gào thét trung động lắc lư, tăng thêm mở ra kinh môn cùng với kim bằng phá hư thân pháp, Lâm Minh tốc độ đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, thân thể của hắn tựu như là một vì sao rơi một loại, thô bạo xé rách không khí, tạo thành đáng sợ âm bạo âm thanh. Xa xa nghe tới tựu như là cuồng cuồng sấm trên. Mà Lâm Minh dưới thân rừng rậm, bị hắn phi động lúc sinh ra đáng sợ phong áp thổi xuống dưới, cây cối nhau nhau bị áp đoạn, các loại hung thú hốt hoảng chạy thục mạng. Tốt tốc độ, tràn ngập lực lượng cảm giác, thật muốn hiện tại tìm người đánh một hồi. Một tháng sau, Lâm Minh tại ma thần đế cung trung thiên thế giới ở trong cùng ma quan hội hợp. Chờ ở chỗ này chỉ là ma quan một đám phân hồn, ma quan chủ hồn vẫn còn cự côn trong chủ trì đại cục, cái này một năm thời gian, cự côn đã xâm nhập đại hải không biết bao nhiêu vạn dặm như vậy du xuống dưới chỉ sợ thật sự biết bơi đến thánh ma đại lục tại biển sâu trong hải dương nước sâu có thể đạt tới 10 vạn dặm cự côn có sung túc nơi cung cấp thực vật tại cắn nuốt một ít mảnh thú về sau nó trở nên càng cường đại rồi một ít hết thảy mạnh khỏe a à? lâm minh hỏi hắn gọi ma quan đến chủ yếu là vì truyền lại tin tức thuận tiện ân ừ, đều tốt đến vô cùng bản thánh làm việc, ngươi còn có cái gì lo lắng, cạc cạc cạc. Mà quan tùy ý mà cười cười, nhớ tới lâm minh kế tiếp việc cần phải làm, nó tự nhiệt huyết sôi trào, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, lão tử đều không thể chờ đợi được rồi. Lần này, có cựu oán báo thù, có oán phàn nàn. Mẹ nó, lại để cho huyết sát nguyên cái này cháu trai biết rõ biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Lúc trước Lâm Minh tại vạn cổ ma khanh lọt vào tất cả đại tôn chủ, tháp chủ vây công thời điểm, mà quan đã sớm tỉnh lại, đi theo Lâm Minh chinh chiến bị thụ không ít quốc khí, thực lực không bằng người, chỉ có thể khắp nơi coi chừng không một chút phân tâm, e sợ cho kinh động đến huyết sát nguyên nguyên chủ. Thậm chí lúc trước Lâm Minh vi tiếng đế giả chi lộ còn sắm vai nửa năm nô bộc. Tuy nói Lâm Minh cùng nó chỉ là làm bộ bị khống chế, nhưng là lại để cho tâm cao khí ngạo ma quan không thể chịu đựng được cái này khẩu điểu khí lần này nhất định phải triệt để phát tiết đi ra lần này tiếng đế giả chi lộ chúng ta đánh đi vào xem ai dám ngăn cản lấy bởi vì huyết sát nguyên bị cự ma tộc mang tộc ải ma tộc khống chế vì cam đoan huyết sát nguyên kẻ thống trị lợi ích nghiêm khắc ngăn chặn xuất hiện thập nhị dực thiên ma về phần nhân loại xuất liên tục hiện tôn chủ đều không cho phép nhân loại võ giả phát triển đến bát dực thiên ma sẽ tao ngộ các loại lực cản về phần muốn vào đế giả chi lộ càng là si tâm vọng tưởng. Lâm Minh lúc trước nếu không phải ma quan ra tay, đừng nói tiếng đế giả chi lộ, thậm chí đã đã thành bị người khác khống chế nô lệ rồi, đó là sống không bằng chết. Vâng, lần này chúng ta đánh đi vào, người nào cản trở lấy, ai chết. Lâm Minh trong nội tâm cũng dâng lên một cổ hào hùng. Trước đó, Lâm Minh tuy nhiên thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng mặc kệ tại Thánh Ma Đại Lục hay vẫn là Thiên Diễn Đại Lục, đều là như lý bạc băng bởi vì hắn cường thịnh trở lại cũng không có đứng tại lực lượng tối cao tầng thứ không thể tránh khỏi chịu lấy người chế trụ mà bây giờ hắn lại là chân chính phong đế cường giả ở vào thiên diễn đại lục cùng thánh ma đại lục lực lượng tầng cao nhất dù là có bạch yêu cùng dương vân hai người hắn tuyệt đối đánh không lại nhưng bằng vào hắn hiện tại siêu phạm tốc độ chưa hẳn không thể toàn thân trở ra có thể nói hiện tại thiên diễn đại lục cùng thánh ma đại lục Lâm Minh đã rất khó gặp được uy hiếp. Bước vào tàn phá trung thiên thế giới, Lâm Minh mở ra truyền tống trận, sau một khắc, hắn biến mất tại trắng xóa trận quan bên trong. Thánh ma đại lục, huyết sát nguyên, huyết sát nguyên có được 10 vạn năm lịch sử, đây là thánh ma đại lục kẻ dết chóc thiên đường, tại đây chẳng những sát khí dày đặc, hơn nữa không có quy tắc, chỉ cần có thực lực, có thể tùy ý giết người. Nhưng là, nơi đây lại là một mảnh chỗ nguyên rủa cho nên cao trọng mệnh vẫn cùng đẳng cấp cao ma vương đã ngoài võ giả, tiến vào huyết sát nguyên về sau, đều thừa nhận không hiểu thấu nguyên rủa cuối cùng nhất bị đè chết. Qua nhiều năm như vậy, huyết sát nguyên đã từng vẫn lạc qua rất nhiều ma đế, chỉ là có danh tiếng, có lịch sử ghi lại ma đế, tự vượt qua 10 cái nhiều. Ma đế nhập huyết sát nguyên hẳn phải chết, cơ hồ thành luật thết, nhưng có một loại người ngoại lệ, cái kia chính là đã lấy được thập nhị dực thiên ma hình xăm, đạt được sát thần võ ý người loại người này cũng là duy nhất có thể bỏ qua huyết sát nguyên nguyên rủa pháp tắc, uy hiếp được huyết sát nguyên thống trị tầng người, hắn đại biểu nhân vật tự là bác vẫn chiến đế, đã từng một lần lại để cho huyết sát nguyên nguyên chủ cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, bởi vì bác vẫn chiến đế quá mạnh mẽ, dù là tài càng thêm bao la, cao thủ càng nhiều nữa thánh ma đại lục, bác vẫn chiến đế cũng gần như vô địch thiên hạ. Đương nhiên, ngoại trừ bác vẫn chiến đế bên ngoài, thành tựu thập nhị dực thiên ma hình xâm nhân loại còn có một, cái kia chính là lâm minh. lúc này tại huyết sát nguyên trung ương một tòa màu đỏ như máu thần điện trong một người mặc màu đỏ sậm chiến giáp cao lớn cự ma tộc nam tử đại đao kim mã ngồi ở vương tòa phía trên cầm trong tay lấy một cái kim loại chén rượu thời gian dần qua uống vào chén rượu trong tràn đầy đỏ tươi chất lỏng cái này là nhân loại huyết dịch cái này cự ma tộc nam tử đúng là huyết sát nguyên nguyên chủ số thần ma tôn chủ cùng lâm minh có mối thù giết con. hô một đạo hỏa quan tại u ám trong đại điện sáng lên đó là truyền âm phù hào quang huyết sát nguyên nguyên chủ một tay nắm lên truyền âm phù nghe được bên trong thông bí truyền tin tức nhíu mày qua nhiều năm như vậy huyết sát nguyên một mực tại đuổi bắt lâm minh lại không có kết quả gì lần này cũng giống như vậy năm năm rồi cái này gọi lâm minh thanh niên phản phất lăng không xuất hiện lại trống không tan biến mất rồi ta phát động sở hữu quan hệ vậy mà hoàn toàn tra không được tung tích của hắn cùng xuất thân. Huyết sát nguyên nguyên chủ trong ánh mắt hiện lên một tia sát cơ, kim loại chén rượu bị hắn sinh sinh bóp nát, đỏ tươi huyết dịch tung tóe đầy đất. Đừng nói Lâm Minh giết con của hắn, cho dù không phải nguyên nhân này, hắn cũng nhất định phải giết chết Lâm Minh, bởi vì Lâm Minh thành tựu thập nhị dực thiên ma, ngày sau có thể tự do ra vào huyết sát nguyên, hắn cũng không muốn lại nhiều bác vẫn chiến đế. Phải đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước, vì thế dù là đắc tội một phương thánh địa hắn đều sẽ không tiếc dù sao chỉ nếu không có thành tựu thập nhị dực thiên ma hình xăm phong đế cường giả ai cũng không thể đặt chân huyết sát nguyên thánh địa lại có thể đem hắn như thế nào đây cái này lâm minh kỳ tại ngút trời năm năm qua đi hắn ít nhất tu luyện tới toàn đan hậu kỳ thậm chí đã tu thành nhất trọng mệnh vẫn hơn nữa bởi vì hắn thiên phú kinh người thực lực viễn siêu đồng cấp võ giả khả năng tương đương với ngũ trọng mệnh vẫn nhân loại võ giả tiếp qua cái hai ba mươi năm, hắn chiến lực tự có thể so với nhân loại phong đế cường giả, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video